trái chùa bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắm chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ mong chờ. Thương nghe câu mái đậy, nhớ điều lý từng tan. Ngừng ngà cũng chờ nhau, khi mùa lùa chân sẽ đón đưa nhau. Trăng sắp tàn trôi ra nơi bến đậu, chim sáo bay xa mãi không về. Em vẫn chờ anh nơi đây bến lỡ, rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ. Thương chim quen nắng nở, thương con cá rô trên đồng. Nghe chim trắng mồ côi, đâu còn ai đón ai nhớ mà mong. Trôi xa nơi bến đậu, chim sáo bay xa mãi không về. Anh vẫn chờ em nơi đây bến lỡ, rồi nhớ thương em câu hát mong chờ. Thương chim quen nức nở, thương con cá rô trên đồng. Nghe chim trắng mồ côi, đâu còn ai đón ai nhớ. Chim sáo không về cánh cò mồ côi, em nhớ anh nhiều sao phụ từng em. Anh đâu có phụ đâu. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc rất nổi tiếng của cặp đôi Đan Trường và Cẩm Ly, ca khúc Chim Trắng Mồ Côi. Nguyễn Khang xin mời phần nhận xét của các vị trong ban giám khảo. Có lẽ là ưu tiên cho đạo diễn Hoàng Nhật Nam, tại ở đây có
chị Dung. Thôi thay đổi đi, trấn thành trước đi. Trên sân khấu là không có được tình cảm cá nhân. Không tình cảm cá nhân, xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Mình bình đẳng đi. Em xin phép chị Kim Dung cho em nhận xét tí. Chị Kim Dung thân mến, ở nhà chị có ai tên Nam không? Dạ không. Chị có gặp một người đàn ông nào tên Nam rồi chưa? Không luôn. Hỏi cho vui thôi chứ không trả lời thì cũng được, không sao. Thế này, tại vì anh Nam anh gặp chị thì anh hơi bối rối nên anh đẩy qua tôi. Thì thôi để tôi thay mặt anh Nam để nói một tí về cái người phụ nữ mang tên của người yêu ảnh. Thật ra chị may mắn, trời sinh chị ra là cái voice của chị nó có cái giọng khè khè. Nó giống cái chất giọng của chị Cẩm Ly. Hồi nãy chị hát nhạc bằng giọng Bắc thì nó sẽ dễ ra cái điều đó hơn. Khi chị chuyển qua giọng Nam Bộ, chị sẽ sử dụng giọng của chị nhiều hơn, nên nó mất Cẩm Ly nhiều lắm. Cái giọng của chị để ý nhé. Nhớ Rung nó rung cuối rất nhiều. Cẩm Ly thì không rung cỡ đó. Cẩm Ly hát rất là mộc và thẳng. Và chị phải để ý phát âm. Sao phụ tình sao, là phải sờ đàng hoàng. Có những cái điểm đó chị nên để ý. Còn về bạn Minh Hoàng, là lần thứ hai Hoàng thi rồi mà anh không thấy Hoàng tự tin hơn tí xíu nào hết trơn. Khả năng em làm hơn cái này nhiều lắm. Chỉ có đúng một cái chuyện duy nhất để nó cản trở em, đó là sự tự tin của em thôi. Và đó không phải là điều cản trở em trên sân khấu 5 phút vừa qua. Nó là kẻ thù của đời em luôn. Hôm nay anh nói với em với một thái độ nó hơi mạnh mẽ một chút xíu, để đánh vào tâm lý của em. Để anh muốn là hôm nay em về em phải buồn, thậm chí em phải khóc, để em biết được rằng là trong đời của một người đàn ông, lâu lâu phải làm cái gì đó ra trò, chứ đừng bước lên sân khấu mờ nhạt 5 phút vừa qua em nhé. Bởi vì em giỏi hơn bản thân em nghĩ nhiều lắm. Để Phương Thanh đỡ lời cho Hoàng, em giống Đan Trường hồi trước nhiều hơn. Em phát âm rất giống Đan Trường. Em rất là hồn nhiên, cái kiểu mà có nhiều hát vậy, là em giống Đan Trường ngày xưa. Cái lời nói của anh Trấn Thành có thể làm cho em tổn thương chút xíu, nhưng mà chị nghĩ là ngày mai em sẽ khác. Đó là trách nhiệm của mình. Sau cái giây phút này em bắt đầu tập trung. Bởi vì ngày hôm nay Đan Trường cũng khác nhiều lắm rồi, cũng không thể hóa thân lại được ngày hôm qua. Cho nên là ta có thể chọn từng thời điểm của cái người ca sĩ đó mình hóa thân. Chị chúc em thành công. Dạ, cảm ơn chị. Còn về Cẩm Ly, cũng giống như Minh Hoàng, em có những cái bước rụt rè đầu tiên của Cẩm Ly. Hát cũng hơi ngại ngùng. Chỉ có điều là tập trung vào cái hát giùm chị một xíu. Chị biết là sự hóa thân rất là khó, nhưng hai bạn cố lên. Cảm ơn chị Thanh. Xin mời anh Nam. Anh cũng hy vọng là giống như những mùa trước á, các thí sinh thì dần dà tôi rèn trên cái sân khấu và đứng trước cái áp lực, thì lúc đó mình mới bắt đầu hình thành những cái kinh nghiệm cho bản thân mình, tự tin lên, thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Có những cái nhận xét đôi khi làm mình phải cảm thấy mình tổn thương và tự ái thì mình mới có thể khẳng định được mình. Anh chúc hai em tốt đẹp trong những cái tiết mục tiếp theo. Cố gắng lên nha hai bạn. Một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần của Minh Hoàng và Kim Dung. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Thật ra khi đến với chương trình Ca sĩ Thần Tượng thì không chỉ là chúng tôi phát hiện ra những giọng hát tài năng mà họ còn kể câu chuyện của cuộc đời mình. Và chúng tôi tin chắc rằng cái ý nghĩa nhân văn thông qua cái chương trình này cũng là một trong những cái điều hấp dẫn mà quý vị đã theo dõi ở mùa 1 và mùa 2. Thế thì nhân đây chúng tôi cũng xin được hỏi ba vị nghệ sĩ là các anh chị chờ đợi gì? Ngày hôm nay, Nguyên Khang xin được hỏi anh Hoàng Nhật Nam. Cuộc sống mà, mình phải làm sao đó, mình phải tự bảo vệ mình trước những cái luồng tên mũi đạn. Khi mà những người có tài ăn nói như là giám khảo Trấn Thành liên tiếp đưa ra những cái đòn tấn công là mình gọi là hoa mắt hoa mày luôn. Có cho sao? Nên cái sự đấu tranh sinh tồn đó đã làm cho mình tồn tại đến ngày hôm nay. Em hiểu. Và rất hy vọng là giám khảo Phương Thanh ở đây sẽ đồng cảm với tôi. Sẽ đứng cùng đỡ với đạn, anh đỡ trên đạn một chiến tuyến. Thưa quý vị, tôi không biết tôi ăn ở như thế nào mà quá, người ta cứ nói tôi là cái người mà chặt chém rồi thế này tấn công người ta. Rồi ảnh nói anh sống còn. Trời ơi, đâu phải có mình anh. Ở đây trong một cái mùa mà vi khuẩn nó bay khắp nơi thì ai cũng đang đấu tranh để sống còn, đúng không quý vị? Nói chung là anh Trấn Thành nhớ tương tác với hai giám khảo còn lại. Thì chứ có một lần Phương Thanh nhớ là khi mà ra sân khấu á, Phương Thanh biết Trấn Thành nói nhiều lắm. Trấn Thành phỏng vấn hỏi xong cái Trấn Thành đấy, mời nàng nói đi, nói luôn đi Trấn Thành, một mình Trấn Thành nói trên đầu tới cuối đi. Này im lặng, tĩnh tâm, nói bốn bề đều là dao kiếm, dạ thôi để tôi tĩnh tâm lại. Vâng, nhưng mà trước khi mà để cho Thành tĩnh tâm thì cũng xin phép mời Thành chia sẻ đôi điều cái Thành mong đợi. Dạ, tôi mong đợi từ đây đến cuối chương trình không may làm phiền tôi nữa. Không may làm phiền tôi nữa. Xin cảm ơn. Trời ơi. Vâng, xin được cảm ơn lời chia sẻ rất ngắn gọn và xúc tích của Trấn Thành. Dạ, nãy giờ tội nghiệp tôi quá rồi.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem với ba nghệ sĩ ngày hôm nay ngồi ở ghế giám khảo, ai là người trụ lại đến chặng cuối cùng. Và ngay bây giờ, nếu như quý vị theo dõi tập đầu tiên của chúng tôi, quý vị sẽ thấy là từ cái vòng lộ diện bốn người, chúng tôi tạm giới thiệu sơ sơ cho quý vị biết đó là những cái giọng hát của ca sĩ nào. Và ở cái vòng cuối cùng sẽ chính là cái vòng mà mỗi một người sẽ phát huy cái công lực của mình tối đa. Và đây cũng chính là cơ hội cuối cùng để các bạn sẽ giành chiếc vé bước vào vòng tiếp theo. Kết thúc 3 vòng thi, các giám khảo của chúng tôi sẽ là người đưa ra những cái nhận xét và quyết định xem thí sinh nào sẽ đi tiếp và thí sinh nào sẽ chia tay với chúng ta. Và bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với vòng thứ 3 với tên gọi Biến Hóa. Trong tim tình cờ, tình yêu như tiếng sương buông rơi xuống, nào ai có ngờ phút trao vai kề vai, phút trao tay cầm tay, tình yêu như thế cứ đến như đã hẹn bao giờ. Phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu. Cố lên tình cờ, tình yêu như gió sẽ bông cô lóc, lòng ai có ngờ phút trao vai kề vai, phút trao tay cầm tay, tình yêu như thế cứ đến như đã hẹn bao giờ. Phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu. Tình yêu như tiếng hát bông cất cánh trong tim tình cờ, tình yêu như tiếng sẽ bông rơi xuống, nào ai có ngờ phút trao vai kề vai, phút trao tay cầm tay, tình yêu như thế cứ đến như đã hẹn bao giờ. Phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu. Tình yêu như ánh nắng chiếu ấm áp tim ta tình cờ, tình yêu như gió sẽ buông cô lóc, lòng ai có người phút trao vai kề vai, phút trao tay cầm tay, tình yêu như thế cứ đến như đã hẹn bao giờ. Phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu. Phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình say đôi. Xin được giới thiệu Phương Thanh phiên bản bạo lực. Rụng rau luôn. Tiết mục này được tái hiện khoảng cách đây bao nhiêu năm em? Em nhớ năm 98 hả? 98 mà. Ủa Chanh hồi xưa là người ta đài nhau vậy đó hả Chanh? Lên sân khấu là phải có hai cái người giác, hai cái trái tim vậy đó. Ngày xưa là vậy nè. Cái này hình như trong chương trình Hoa hậu, cuộc thi phải. Hoa hậu Việt Nam năm 1998. Phương Thanh là không bao giờ chịu múa và nhảy. Có múa có nhảy hát không được. Trước khi xin phép chị Chanh cho hai trái tim đi vô. À không không, cho đứng đứng. Đấy, nghe cho nó hết. Tại vì hai em là tái hiện lại nên ráng đứng đợi lâu xíu kể chuyện. Đây giống như là cái hồi ức của chị Chanh nha cưng nha. Chỉ nói khoảng nửa tiếng thôi, cưng đứng yên đó nha. Rồi mời thôi hay là mình cho thấy mặt của hai bạn đó đi. Bỏ cái tim ra đi, thấy mặt hai bạn đi. Thấy mặt hai bạn đi. Dễ thở đi. Để cho thấy mặt xíu chứ. Đâu
con trai hả? Đâu. Ê thôi đẩy đẩy tim lại đi. Đẩy lại. Để cho tim vô nhìn dễ thương hơn. Ừ. Còn bên kia? Bên kia mở ra đứa con gái mới hết hồn nè. Gái. À. À, ngày xưa nói tiếp để không mất thời gian. Phương Thanh là không có nhảy với múa, nhưng mà lúc đó vào chương trình rồi thì phải có một cái gì đó gọi là có dàn dựng. Thế là đạo diễn mới nói thôi cho hai trái tim đi vòng vòng. Ra tới sân khấu thì bả cũng đi một nơi mà hai trái tim thì cũng đi một nẻo. Đó, cho nên là cái chuyện... Nó đi là tại vì nó thiếu oxy á chị biết không? Tội nghiệp biết sợ luôn. Rồi, cảm ơn hai bạn Tiên vào được rồi. Cẩm Tiên hả? Đúng là em cũng có những cái bước đi, những cái nốt nhạc hơi bị giống. Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống, nó khào khào, nó rè rè, và những cái bước đi không có liên quan gì hai cái trái tim á. Tình yêu như tiếng hót bông cất cánh trong tim tình cờ. Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống, nào ai có nhờ. Công nhận đó, ngày xưa Phương Thanh ghê, dễ sợ. Chị nhìn là em tái hiện, chị mới thấy chị dễ sợ lắm. Diễn mà ra cái nét không liên quan mới khó. Đúng, chính xác. Tại theo một cái quy tắc nào nó còn dễ, còn diễn một cái con người mà không theo quy tắc sao mà diễn. Vậy mà cũng ra chứ. Vậy mà em diễn ra được cái đó. Một tràng pháo tay cho em. Phải công nhận là có những ca sĩ lên sân khấu rất là nguyên tắc, nhưng có những ca sĩ bất nguyên tắc luôn. Đó là Phương Thanh. Mà em diễn được ra cái bất nguyên tắc là em cũng hay rồi đó. Nhưng có một vài điểm em phải để ý kỹ hơn. Tại vì anh nghĩ rằng là với cái cách em làm như thế này, em sẽ đi một chặng đường khá xa đấy. Nhưng mà đã đi xa thì phải có trò chơi, phải có tuyệt chiêu. Hiện nay nó đang chỉ là giống ở những đoạn lên cao. Còn những cái cách em nhả chữ bỏ nhỏ chưa giống nha. Tình yêu như thế... Cái gì? Tình yêu như tiếng hát bông cất cánh trong tim tình cờ. Phải lên. Tình yêu như tiếng hát bông chất xuống trong tim tình cờ. Xuống. Lâu lâu, mình tách cái chữ đó ra mà phải đi cái nốt và chạy theo kiểu của chị Chanh. Tách nó ra. Trong tim tình cờ. Nó hơi điệu điệu tí đoạn cuối. Lâu lâu chị bị nữ tánh nhập bất tử. Đó. À, xin phép ba vị giám khảo tí xíu thôi. Khi nói như vậy không bằng thị phạm. Thì em xin phép mời chị Chanh lên tái hiện lại hình ảnh của Hoa hậu Việt Nam năm 1998. Hát lại đúng cái bài tình cờ này. Và không biết là cảm phiền. Hai vị nghệ sĩ có thể làm hai trái tim cho chúng tôi được không? Dạ, chỉ trong 15 giây thôi, không khó gì đâu ạ. Vâng. Vì đây là trong những cái lúc mà nó hơi nhạy cảm. Nên thường là trong không khí, trong trái tim tôi chưa biết là nó có cái gì trống không. Cho hai cái khẩu trang nha. Dạ. Tôi chỉ cầm sơ trái tim mà đi ngang sân khấu thôi. Tôi nói thiệt với quý vị là tôi chắc chắn là MC nó không có ưa hai giám khẩu nam. Nó đài cho bằng được thì thôi. Anh ơi, em không thấy đường. Một hầu em đi em nhào xuống sân khấu là anh cứu em ạ. Đây Thành ơi. Dạ. Anh là trái tim nữ nha. Sao tự nhiên mới đi quay nó nhốt lại rồi. Rồi vô, nhạc vô. Em ra mà không thấy em vô là biết em rớt cái sân khấu rồi nha. Tình yêu như tiếng hát bóng cất cánh trong tim tình cờ. Tình yêu như tiếng sét bóng giáng xuống, nào ai có ngờ. Phút chốc vai kề vai, phút chốc tay cầm tay. Tình yêu như thế cứ đến như đã hẹn bao giờ. Xuất ra đây nè. Phải thế chào tình yêu. Phải thế chào tình yêu. Trời ơi trời ơi. Thì say đôi. Tình yêu như ánh nắng chiếu ấm áp tim ta tình cờ. Tình yêu như gió xây bông cuốn lốc, nào ai có ngờ không biết được đánh nhau. Phút chốc vai kề vai, phút chốc tay cầm tay. Tình yêu như thế cứ đến như đã hẹn bao giờ. Phải thế chăng tình yêu, anh ta. Phải thế chăng tình yêu. Xin cảm ơn hai trái tim. Phải trái tim rồi. Mục đích là thể hiện tình cảm mà một nụ hôn. Tháo trái tim Hường ra. Đứa nào bài cái trò này ra vậy? Trái đã chui vô đây là đã ngợp thở. Nó còn bịch thêm cái này còn không thấy đường. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Chấn Thành đập trái tim ra mặt. Ôi thương Chánh. Trời ơi. Tôi không thấy đường đi bà Chanh, tôi không thấy đường không, đi. Nói chứ thật sự là Nguyên Khang rất là thương Trấn Thành với lại anh Nam. Tôi đang dùng tìm mọi cách để tôi lấy cái trái tim, tôi đập bể trái tim của ông Nam để tôi giải thoát.
mà nó làm cái chất gì không bể. Đập vô mặt bà Chanh luôn. Đập vô mặt bà Chanh thấy đường quá. Tự theo gì? Kịch bản là hai trái tim này là phải yêu nhau và nhẹ nhàng. Tự nhiên mình nghe giống nhau. Như trời long đất lở nó. Đập lại, đập lại. Tôi yêu nồng nàn, cái gu tôi yêu nồng nàn. Nhưng mà Thành ơi, tại sao Thành cứ nhè phía sau của anh Nam mà Thành sớm tới vậy? Đâu có, nó chống mặt đó chứ. Bạo hành gia đình quá. Thưa quý vị, về thơ xin một tràng vẫy tay thật lớn cho đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng với nghệ sĩ Trấn Thành. Quá tuyệt vời. Thành ơi, thấy đường luôn. Thành ơi, có một xe chụp oxy đang đợi ở phía bên ngoài, mình có cần không? Ổn đúng từ không? Đây cuối chương trình ai lâu tôi lên chở nó tôi chết đó nghe. Vâng, xin được cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ca sĩ Phương Thanh và nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời Trấn Thành nhận xét cho tiết mục này. Tôi sẽ gửi mail sau cho em. Cảm ơn. Lại đang thở. Xin mời ca sĩ Phương Thanh. Chị thấy cái hình ảnh của mình năm 98. Ngày xưa đó là không tương tác, tim đi đâu kể tim, Chanh đi đâu kể Chanh. Khi mà hát mà tương tác được với múa thì lại quên lời. À, chính là chị vào vai đó chứ chị Chanh. Tưởng tượng nó là công viên đi thì đôi tình nhân đến với nhau kể, nó còn chị là cái bà bán xương gom phải đi bán cho lẹ cho nó hết. Hợp lý đúng không ạ? Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam sẽ chia sẻ. Anh thì lúc nãy bị Trấn Thành hút từ phía sau là đinh tai nhức óc, làm mất trí luôn á. Nói chung là anh rất là thích tiết mục vừa rồi, có cái sự hồn nhiên chị ha. Yeah. Không có phải là cầu tự kỳ nhiên, tự nhiên. Hoặc là kỹ thuật hay là cái gì cả, nhưng mà cái điều đó nó đem đến cái sự dễ thương và gần với thân tượng của mình hơn. Chúc mừng em với tiết mục ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Cho anh hỏi tiền tí xíu là em yêu thích tiếng hát của chị Phương Thanh từ năm bao nhiêu tuổi? 89 tuổi. 89 tuổi. Em có nghe chị Thanh hát. Trời, vậy cái giọng thật của em thì nó là như thế nào? Hồi xưa thì em hơi trong một chút xíu, giờ thì em hát theo chị Chanh với em cũng hơi khen. Đã như vậy thì em cố gắng chi tiết hơn. Người ta không chỉ là nghe được một cái giọng giống với ca sĩ, mà người ta phải nhìn được Phương Thanh trên đó em mới thành công. Động tác, biểu cảm nữa nha. Nhả cái khẩu hình mình ra như thế nào, khi nào mở ra, khi nào đóng lại mở ra thì biên độ bao nhiêu, con mắt híp lại bao nhiêu nữa. Đó. À, với lại em bị hạn chế độ cao. Thà xuống một tông còn hơn là hát không tới em nhá. Nếu mà hát không cao được thì nó nguy hiểm lắm. Tại vì nãy có nhiều nốt em lên mất luôn. Xong rồi cầm cái mic sấy mất tiêu luôn. Khi mà giọng mình mạnh á, đưa cái này để cho khán giả thấy trời ơi khủng khiếp. Cái đó là biểu diễn thôi. Chứ không phải vuốt cái là mất luôn. Vuốt là sẽ mất ngay đó. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn, một tràng pháo tay cho Cẩm Tiên. Thưa quý vị, ngay bây giờ cũng là một ca khúc hit của nam ca sĩ Lam Trường vào thời điểm của năm 1998, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, ca khúc Mưa Phi Trường. Và mời quý vị cùng đến với phần thể hiện của Tính Phòng. Mưa trong chiều mưa, đi về bước chân lẻ loi. Phố cũ vẫn còn đây, phố xưa vẫn nghe chờ anh. Đưa người về nơi giá băng, nước mắt em chung lệ tôi. Từ đây mất nhau, trên bên trông theo mình anh. Em hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua. Một ai đón nhau trên bờ vai. Oh, oh. Mưa gió vui rơi mãi trong tôi. Em ra đi xa khuất chân trời. Để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi. Mưa sao vui rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Bước trong chiều mưa, đi về bước chân lẻ loi. Phố cũ
vẫn còn đây. Phố xưa vắng em chờ anh. Đưa người về nơi giã băng, nước mắt em chung lệ tôi. Nghiến răng từ đây mất nhau, trên bên trông theo mình ơi. Em hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua. Một ai đón nhau trên bờ vai. Wow, wow. Mưa dòng mưa rơi rơi mãi trong tôi. Em ra đi xa khuất chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi. Mưa dòng mưa rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Ah, ah. Mưa dòng mưa rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Ah, 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 ah. Xin chúc mừng Tín Phong, vẻ tự tin hơn so với hai tiết mục trước đúng không ạ? Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Nó phải như vậy mới gọi là thi đó. Chúng ta phải luôn luôn nắm kỹ, nó có hai cái bí quyết để mình thi cái cuộc thi này. Một là mình nhái thiệt là giống, nó giống không còn thiếu một đường tơ mũi tóc nào. Hai, mình biết mình giống vừa vừa thôi, mình không thể giống hoàn toàn thì lố luôn, vui luôn. Đó là hai cái bí quyết để các bạn thi cái cuộc thi này. Phải có cái gì để cho người ta coi. Thì bây giờ một là người ta sẽ wow, trời ơi giống quá, trời ơi sao hay vậy. Hai, rồi coi nó kìa thầy. Bạn hiểu không? Còn không thôi người ta buồn ngủ. Thì bây giờ bạn phải ra bạn làm vậy đó, bạn dễ thương. Hôm nay bạn ra bạn mang cái năng lượng lại. Bữa nay là vẫn chưa tự tin đâu nha, mà tự tin hơn nữa là còn làm vui nữa, hay hơn nữa. Nhưng mà khác Trấn Thành. Khác nhiều lắm. Nói luôn. Xong góp ý xong bây giờ ra khác hẳn. Có lò xo rồi đó, đàn hồi rồi đó. Mà cái bước chân đi giống Lâm Trường lắm nha. Nãy có cái chữ quéo quéo dò, chỗ nãy đi giống lắm luôn á. Mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. À, 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 à. Mà bữa nay cưng lắm, nói cho bạn phải như thế này. Và bạn để ý một tí là giọng bạn hơi dày hơn so với Lâm Trường. Và cái thứ hai là bạn phải tập cách đưa cái âm thanh ra ngoài để nó giống Lâm Trường hơn. Và bạn vuốt cái chữ cái đuôi á, dứt khoát hơn. Làn sóng xanh với anh Trường anh hát. Không thôi. Có cái gì mà vỗ tay nào các bạn ơi, yeah. Thật sự ra Lâm Trường ra sân khấu á, ngoài sân khấu thích lắm. Khán giả vui, thật là vui, cho nên cái năng lượng tích cực và cái tinh thần hoan hỷ trên khuôn mặt của anh Trường là cái điều em phải khai thác. Chắc lần sau phải cào râu quá, nhìn Lâm cái Trường mặt ngầu quá. Lâm Trường là thư sinh. Dạ tại vì em sợ em cạo lên cái mặt em nó bự quá nên thôi. À vậy à, dạ, có gì tôi chưa nói. Không, em cạo nhưng mà make up đánh khối hay gì đó, ăn gian về sáng tối thì vẫn thôi, được. Thôi đánh khối giống Nguyên Khang nhìn kỳ lắm. Ai mới nói gì? Gì ai nói vậy? Ai nói gì vậy không? Ai không? Không nghe. Không nghe cái gì trời ơi. Có gì hết. Ok. Đã vậy còn dây nịt đỏ, giày đỏ rồi nơ đỏ rồi nhìn khó chịu. Dạ thưa dễ quý vị, sợ. Cái này là nhẹ nhàng rồi, tại vì thấy ba giám khảo mặc nhẹ nhàng đã cởi cái áo ra cho nó thanh đạm rồi. Mà cũng bị chị Thanh chặt cho bằng được nữa. Nhưng mà vui không quý vị? Vui chứ bộ. Thật ra quý vị ơi, Nguyên Khang đó là sắm một đôi giày đỏ và có cái áo khoác vest màu đỏ nữa. Hồi nãy mình cản bớt không? Mình không cản, tự thấy hai ba đứa mình nhã nhặn quá cho nên là tự cất rồi. Thôi bây giờ mình quay trở về cái chuyên môn chính đi, đừng mình có nói về chuyên nhà. Mình trở về Hai Lâm Trường. Thôi bây giờ mình trở lại, cô Phương Thanh, cổ cũng không có hiền đâu quý vị. Tuyệt vời. Chỉ có đạo diễn Hoàng Nhật Nam mới là người nói lên được tiếng nói công lý. Rõ ràng là mấy bé MC kia nó nghĩ hết là cũng vậy đó. Tại mình tiếc cộng đây nghĩ là cũng vì vậy đó. Minh Tuyết, trời ơi chị ơi, Minh Tuyết về khóc với em ướt gối luôn mà bảo Trấn Thành không tha ngày nào ở trên chương trình á. Alo Tuyết ơi, nói xấu gì nè Tuyết ơi. Dạ thôi quay trở lại về với anh Nam thanh đạm mời anh.
À, mà em thấy ngộ nha, mấy năm trước anh là làm thơ nhiều lắm mà cái chương trình này không có một câu thơ nào phọt ra hết. Đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng có trách trời gần trời xa. Vừa cho vừa. Nói chi người ta nói mình mang nghiệp đó chứ. Thơ thì tới lúc nó mới phọt ra. Anh vốn là rất nội tâm và rất là điềm đạm, ít nói. Xin mời anh tiếp tục nhận xét. Đánh khối đừng có sa đà, không thôi người ta thấy giống như là hai bên. Mời anh tiếp tục. Dạ. Anh thích cái không khí mà Tính Phong mang đến trong tiết mục vừa rồi, giao lưu cùng với các khán giả nữa. Và cái điểm đó là cái điểm hút. Chúc mừng em vì đã trở lại với cái sự tự tin của mình, mặc dù em cũng không có nhiều kinh nghiệm về sân khấu đâu. Và anh cũng xin thú thật là hồi trước anh cũng có sắm một cái áo như vậy, có nghĩa là một cái tay dài và nó có cái vết mô tuy, mình tháo đi thì nó thành như này. Đúng là thời làng sóng xanh với những cái ca khúc của anh Lâm Trường, Đan Trường, rồi chị Phương Thanh, chị Cẩm Ly, đúng là ký ức của rất là nhiều người. Ủa về đúng không? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Và cảm ơn đã em đã cho các anh chị ở đây cũng như là khán giả đã có những cái ký ức đó. Cảm ơn anh Nam. Chúc mừng em đã quay trở lại với phong độ của mình đó, cứ tự tin thoải mái là được em nha. Và cũng xin được cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh đã bảo vệ Nguyên Khang trước làn sóng hung dữ, đã tấn công vào Nguyên Khang một mình lẻ loi trên sân khấu. Cảm ơn quý vị một tràng pháo tay cho phần thể hiện của em. Cảm ơn em rất nhiều. Lo, từ đây đến cuối chương trình sẽ còn nhiều trận sóng gió. Đâu chỉ tới đó mà vội vui mừng. Tôi không ngờ quý vị, tôi không ngờ bà Phương Thanh luôn á. Em lầm. Dạ. Lỗi của em. Thưa quý vị, và tiếp tục chương trình Ca Sĩ Thần Tượng tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ chàng trai sở hữu 90% giọng hát giống nam ca sĩ Đan Trường rồi. Hãy cùng chờ đón phần thể hiện của thí sinh Minh Hòa. Đêm từng đêm khi màn sương buông xuống trên thanh thang bao nhiêu nẻo đường, anh ngồi đây nhớ em tôi nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu. Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau. Cho dù mưa giông, cho dù nắng cháy, anh vẫn chờ. Những tiếng cười rộn vang khung trời, rồi lúng rối hơn em lặng im không nói. Những tháng ngày hồn nhiên nô đùa, tuổi thơ tuyệt vời người ơi. Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn, những nốt nhạc cho bài ca anh hát. Hát với đời ngày vui bên người, để con tim nghe thiết tha. Lòng anh chót yêu em lâu rồi, mà chưa dám nói câu yêu người. Sợ tình mong manh xoa nhòa ngày xanh, đành cầm nín em đâu hay tình anh. Mùa xuân đến bên em tươi cười, hà vàng tung nắng mai yêu đời. Mùa thu đi qua nói gì cùng em, mùa đông đến anh lơ ngơ từng đêm. Ngày xưa đã cho anh hy vọng, một mai em hiểu anh nỗi lòng. Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu môi, phải không em? Đêm từng đêm khi màn sương buông xuống trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường, anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu. Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau. Cho dù mưa giông, cho dù nắng cháy, anh vẫn chờ. Những tiếng cười rộn vang khung trời, rồi lúng rối hơn em lặng im không nói. Những tháng ngày hồn nhiên nô đùa, tuổi thơ tuyệt vời người ơi. Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn, những nốt nhạc cho bài ca anh hát.
hát với đời ngày vui bên người, để con tim nghe thiết tha. Lòng anh chót yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người. Giờ tình mong manh xoa nhòa ngày xanh, đành cầm nến em đâu hay tình anh. Mùa xuân đến bên em tươi cười, hà vàng tung nắng mai yêu đời. Mùa thu đi qua nói gì cùng em, mùa đông đến anh lơ ngơ từng đêm. Ngày xưa đã cho anh hy vọng, một mai em hiểu anh nỗi lòng. Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu môi, phải không em? Ngày xưa đã cho anh hy vọng, một mai em hiểu anh nỗi lòng. Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu môi, phải không em? Wow! Thưa quý vị, Minh Hoàng cùng với Vũ Đoàn Ôm, cảm ơn các bạn. Không ngờ MC mặc vô tông với Vũ Đoàn ca sĩ ghê. Mời nghệ sĩ Trấn Thành nhận xét sương sương cho tiết mục biểu diễn vừa rồi. Thấy không? Thấy không? Thêm có ăn đúng cái gia vị đó là cái món ăn ngon lành liền. Đó là tự tin. Nên em thấy em hát hay dễ sợ không? Ngoan mục luôn. Tôi nói thì hồi nãy cái bài hồi nãy, nếu như thật sự mà ngồi nghe nhắm con mắt lại không á, tưởng anh đang trường đang rehearsal trên sân khấu. Nó giống một cách kỳ cục, từng cái âm sắc cho tới cái cách nhả chữ, cái nhịp, cái cách nhấn và cái thái độ, cái tinh thần cũng giống luôn. Em làm được hết á. Giống mà tôi bực mình luôn. Tôi nói trời, cái gì mà giống dữ vậy? Có nghĩa là em của tiết mục thứ ba nó khác hoàn toàn với em số 1, số 2. Là chỉ là thì em không tập trung và em không tự tin thôi. Chứ em làm được hết á. Xuất sắc. Dạ, cảm ơn anh. Tôi thích cách giám khảo Trấn Thành đôi khi chơi chữ thầm sưng, hoặc là nói quá, hoặc có thể là dùng những từ đối lập phấn giống như quá không? Phấn khích. Vâng. Và đúng, tôi cũng đồng cái quan điểm với Trấn Thành. Mặc dù là cái bài vũ đạo này mới chỉ tập nửa ngày thôi, cho nên là ở đâu đó vẫn còn mình chưa khớp, nhưng mà đó là một cái sự nỗ lực. Em không biết sao chứ em thích mấy cái đoạn ông nhảy sai quá, nó dễ thương lắm em. Anh nói thiệt á, ở trên đời nó có rất có nhiều con người, người ta chỉnh chu nó mới sai, chứ người ta sai thì nó lại đúng. Là em, anh nói ví dụ nha, em bắt chị Lê Giang anh bả nghiêm túc được là cái đó nó sai vô cùng. Yeah, mà cái bắt bả nói gấp thì là bả biểu em nhảy, mà hồi nãy nhảy đẹp như mấy cái cô kia thì nó không có gì để coi cả. Em cứ ngây thơ như vậy, cứ rớt lên rớt xuống mà nó cưng, em hiểu không? Cái sự cưng, cái sự thật thà thật ra có, nó là một món quà thiệt. Thật sự ra như... em giống Đan Trường cực kỳ. Những cái dấu sắc của Đan Trường khi mà ta đi đa đi đa là anh Trường hát sẽ mạnh hơn một xíu, em nhấn chỗ đó xíu nữa là được. Với lại có một cái điểm duy nhất thôi là phải không em, thì là còn đúng dính rồi. Nữa à. Tức là có những kỹ thuật thanh nhạc mạnh hơn một xíu, và cái cuối cùng là phải nhấn thêm một xíu nữa là đúng. Mà em hát giống vậy rồi em nói có giống anh Đan Trường không? Em nói vài câu chào hỏi quý vị khán giả anh nghe coi. Lời nói đầu tiên xin cho phép Minh Hoàng gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả xem truyền hình, lời chào trân trọng nhất. Cũng giống giống. Thì bây giờ nhiệm vụ của em là gì? Là phải tập nói cho giống luôn, để những vòng sau mình có cái mình chơi. Cứ tự tin như thế, mỗi ngày nghĩ ra một cái gì đó vui hơn, đáng yêu hơn mà làm. Dạ, cảm ơn. Có vẻ là giám khảo thấy ưng ưng cái bụng rồi. Hy vọng là với sự tự tin của em vừa rồi thì sẽ giúp cho em giành được chiếc vé bước vào vòng tiếp theo ha. Cảm ơn và chúc mừng Minh Hoàng. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh thứ tư, cũng chính là thí sinh cuối cùng của đêm thi ngày hôm nay. Khi nói đến nữ ca sĩ này, chúng ta thường nghĩ đến những điều gì đó nhẹ nhàng, những ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca. Thế nhưng những cái ngày mà bắt đầu đến với con đường âm nhạc thì cô cũng đã thể hiện rất nhiều ca khúc sôi động và được khán giả yêu mến với dòng nhạc trẻ. Và hôm nay tái hiện lại hình ảnh đó trên sân khấu. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Biết Yêu Khi Nào cùng với phần thể hiện của thí sinh Kim Dung.
trẻ con nào đâu có biết yêu, thu tư chạy theo lũ bạn kia. Từng chiều giống che tháng ngày, vu vơ câu ca em đâu nghĩ gì. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Cưng dễ sợ, hôm nay chịu nhảy luôn. Bây giờ chúng ta sẽ mời nghệ sĩ Trấn Thành nhận xét. Năng lượng bạn tràn đầy ha, bạn cũng cố gắng, bạn thể hiện cảm xúc rất là tốt. Nhưng mà hình như là cái phần này nó không có được thành công lắm, bởi vì cái voice nó không có giống. Dạ. Thành không cảm nhận được Cẩm Ly ở trong này. Lâu lâu chừng 1-2 câu phản phất nhẹ cái, chưa kịp gì là lại mất tiêu nữa. Chắc là bạn phải nghiên cứu nhiều hơn. Với cái người ca sĩ thần tượng là cô Tư Cẩm Ly á, một cái người ca sĩ cũng truyền cái niềm cảm hứng đến rất là nhiều khán giả. Cô Tư Cẩm Ly á, cổ hát rất là tự nhiên, như cái hơi thở và như cái sự tâm tình của mình nó rất là nhẹ nhàng. Thì anh mong là Kim Dung sẽ lĩnh hội cái niềm cảm hứng đó từ thần tượng của mình để mình cố gắng hơn, mình bước tiếp trên cái con đường này. Cảm ơn anh, cố gắng mình tập luyện nhiều hơn. Một lần nữa xin cảm ơn em đã đến với chương trình Ca sĩ thần tượng. Thưa quý vị, như vậy là 4 thí sinh của đêm nay đã thể hiện phần thi của mình. Và bây giờ đây là lúc để dành cho 3 vị giám khảo của chúng ta đưa ra cái quyết định là gương mặt nào sẽ đi tiếp và gương mặt nào sẽ chia tay với chúng ta ở ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta biết được kết quả trong đêm thi ngày hôm nay. Xin mời quay trở lại sân khấu 4 thí sinh. Xin mời Kim Dung và Minh Hoàng, Tính Phong, Cẩm Tiên.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Xin chào các bạn. Hôm nay Thành cũng lại một lần nữa được hai người anh chị dạ rất là yêu thương để dành cái phần khó nhất cho mình, đó là phần công bố kết quả. Khó lắm lựa lời để nói. Thưa các bạn, hôm nay bốn bạn trình diễn nói thật sự ra thì cũng chưa hết công lực đâu, chỉ là vàng chào sân thôi. Dĩ nhiên sẽ có người bỡ ngỡ, người chưa chuẩn bị kịp, người thì chưa quen sân khấu lớn ha. Tất cả những chuyện đó không có vấn đề gì cả, bởi vì đây là vòng một vui vậy thôi. Từ từ các bạn sẽ tìm được cái chìa khóa ở những vòng sau, càng ngày mình sẽ càng phải lột xác. Và dĩ nhiên không phải là ai cũng có cơ hội để lột xác, thì hôm nay hai người sẽ được vào vòng trong. Trong đó có một nam và một nữ. Bạn Tính Phong, vòng 3 thi rất tốt, nhưng tốt chứ chưa đủ. Vì vậy, chúc mừng Minh Hoàng em vào vòng trong. Và người còn lại là ngôi sao của hôm nay, Cẩm Tiên, chúc mừng em. Xin được cảm ơn và xin được chúc mừng Minh Hoàng và Cẩm Tiên. Cảm ơn Tính Phong và Kim Dung đã... Ca sĩ thần tượng 2021 chào đón sự xuất hiện của bộ ba quyền lực, nghệ sĩ Trấn Thành, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ca sĩ Minh Tuyết với sự trở lại đầy quyền lực. Hôm nay ông bà hội đồng dẫn theo ba đi đâu đấy ạ? Vậy đây mới là ông bà hội đồng, tôi là cậu cả. Tất cả mọi người đều đã lầm rồi, tôi là thầy giáo mưa. Thôi thầy phổ thơ luôn cho vào các học sinh người ta nghe đi. Thơ hôm nay chưa kịp làm. Chưa kịp làm. Ô mê lê đời sống với cây đào. Mẹ nói với anh mẹ rất thương em. Hay kinh khủng. Trời ơi, hai người đầu tiên hát là tự nhiên bồi hồi dễ sợ luôn á. Tạo nên cái sự cộng hưởng rất là ghê gớm. Chưa bao giờ có trong lịch sử của ca sĩ tưởng. Tuyệt vời. Ngay bây giờ, hãy cùng đến với sân khấu ca sĩ thần tượng 2021. Xin chào, Minh Xu, xin quang chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình ca sĩ thần tượng mùa thứ tư năm 2021. Quý vị thân mến, chương trình ca sĩ thần tượng do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện vào khung giờ vô cùng quen thuộc, đó chính là 21 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và chúng tôi sẽ phát sóng lại vào lúc 13 giờ trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Đây là một game show vô cùng ấn tượng và hấp dẫn dành cho tất cả quý vị khán giả xem truyền hình, và bản thân Minh Dù cũng là một khán giả trung thành của chương trình này. Năm nay rất vui khi được quay trở lại với vai trò làm MC của chương trình, và hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ ủng hộ cho ca sĩ thần tượng mùa thứ tư. Đêm nay sẽ là vòng thần tượng. Vòng thần tượng của chúng tôi sẽ có 3 vòng thi nhỏ. Vòng thi đấu thứ nhất với tên gọi Lộ Diện, 4 bạn thí sinh sẽ có cơ hội kết đôi cùng với nhau. Họ sẽ hát những bài hát liên khúc, những bản mashup cực kỳ ấn tượng. Vòng thứ hai đó chính là vòng Hòa Thanh. Chúng ta sẽ có 2 cặp song ca trên sân khấu, họ sẽ cùng với nhau trình diễn song kiếm hợp bích. Và vòng cuối cùng với tên gọi Biến Hóa, họ sẽ có cơ hội được trình diễn những bản solo của bản thân mình. Và chắc chắn với giọng ca, với phong cách trình diễn, với tinh thần trên sân khấu sẽ thuyết phục được ban giám khảo. Đây chính là thành phần sẽ giúp cho tất cả các bạn thí sinh của chúng ta sẽ có cơ hội chắp cánh đến với ngôi vị quán quân trong tương lai. Và đêm nay, ban giám khảo của chúng tôi đầu tiên sẽ được giới thiệu giám khảo phải nói tràn đầy năng lượng, luôn luôn thị phạm giúp cho tất cả những bạn thí sinh của chúng tôi, cho nên soi rất là kỹ. Một tràng pháo tay cho giám khảo nghệ sĩ Trấn Thành. Và người thứ hai xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị là giám khảo nội tâm. Anh ấy luôn luôn mang lại những bài thơ
ngẫu hứng trên sân khấu của ca sĩ thân được. Một tràng pháo tay để chào đón giám khảo Hoàng Nhật Nam. Hello anh. Quý vị thân mến, đây là hai giám khảo rất là quen thuộc của chương trình Ca sĩ thần tượng rồi. Và cứ mỗi mùa chúng tôi mang lại nhiều điều hấp dẫn hơn. Với những chiếc ghế nóng này, ghế cuối cùng của chương trình này sẽ là một cô gái vô cùng quyến rũ. Cô ấy cũng là một trong những nhân vật thần tượng để tất cả các bạn thí sinh của chúng tôi lựa chọn hóa thân. Và hãy cùng nhau hướng mắt về sân khấu chào đón ca sĩ Minh Tuyết. Wow! Rất vui khi được chào đón ba giám khảo của mùa thứ tư năm nay. Chắc là đầu tiên Minh Xù phải hỏi giám khảo Trấn Thành trước đi. Anh đã có cơ hội được trải nghiệm qua những mùa trước. Mùa này anh đang trông đợi điều gì đến từ các thí sinh, đặc biệt là sân khấu của ca sĩ thần tượng ạ? Xin chào anh Nam, chào Tuyết. Mình chào lẫn nhau đi. Chào quý vị. Ta lại được gặp nhau rồi, thưa quý vị, 4 mùa rồi. Vâng, và may mắn quá tôi vẫn được mời. Cảm ơn câu hỏi của Minh Xù. Với ca sĩ thần tượng, chờ đợi điều gì ngoài chờ đợi sự duyên dáng của MC? Duyên dáng của MC. Dạ, vâng. Trời ơi, nói em lo quá luôn quý vị. Anh bầm em bình tĩnh thôi. Tôi là người luôn luôn sống với mục tiêu là hướng đến cái đẹp và sống nhân văn. Vâng, cho nên là tôi sẽ rất là thẳng tay với MC. Anh ơi, ác quá. Anh quay qua bên kia, chị Tuyết hôm nay lộng lẫy quá, comment tí xíu. Tuyết thì quý vị là người sống sâu sắc và không thích phô trương, cho nên là Tuyết mặc đồ cũng nền nã thôi. Nhu mì lắm. Nhu mì và gọn. Dạ, đôi giày tôi sao thì cái váy Tuyết vậy. Trời ơi, nói ra mới phát hiện. Dạ, chúng tôi đều là những người sống rất là nền nã. Nền nã. Bởi vậy, anh Nam, em phải về với anh thôi. Thật sự ra hôm nay là hai anh em chúng tôi là đã nền nã đúng nghĩa. Không có cái gì chiếu cả. Bao mùa ca sĩ thần tượng đã qua thì tôi vẫn giữ cho mình một cái bản sắc truyền thống, đó là một cái người sống nội tâm. Vâng. Và cũng không có muốn cà khịa ai hay là làm cho ai buồn phiền hết. Tuyết thấy nào năm nay khác không? Thấy có vẻ là tươi trẻ hơn. Trẻ hơn. Đầu tiên á là cái look này là Korean look, Mỹ Nam Hàn Quốc nha. Hay quá, xuất sắc. Em đã lỡ giới thiệu anh Nam là giám khảo coi như là ông hoàng thơ ca rồi. Thì bây giờ anh có một cái câu thơ nào xuất khẩu thành thơ ngay trên sân khấu bây giờ luôn được không anh? Hay quá. Trong không khí vẫn là những ngày đầu năm thì có một vài câu thơ như sau. Thì đề nghị đạo diễn hình á là nói tới ai thì là mình sẽ ghi cận mặt người đó và người đó cũng sẽ có biểu cảm để mà đón nhận câu thơ đó. Dạ, vâng. Và đề nghị thêm là có một cái máy quay đặc tả đôi môi của anh Nam lúc mà đọc thơ. Tại vì sẽ có những cái đoạn là môi chúm, môi bành. Dạ. Rưng nữa. Bọn em sẽ đứng thẳng người nhìn về phía trước để lắng nghe bài thơ của anh. Vâng, xin mời anh ạ. Đầu năm hội ngộ người thương, gặp cô Minh Tuyết sắc hương hoa đời. Hay quá. Trấn Thành xanh thắm người ơi. Oh my Trời God. Ơi xuất sắc. Minh Xù dáng vẻ buông lơi bao tình. Wow. Còn tôi cứ mãi lặng thinh, nội tâm trai đẹp cứ bình thường mà vui. Trời ơi. Anh Thành đối thơ liền. Thơ kia đã đối xong rồi. Ta cùng về chỗ mà ngồi. Người ơi ghế kìa. Dạ, xin mời ban giám khảo về vị trí của mình. Quý vị thân mến, ban giám khảo đã về vị trí của mình rồi. Và hồi nãy giờ thì giám khảo Nam đã chia sẻ rất là nhiều. Còn giám khảo nữ ngày hôm nay là chị Minh Tuyết. Chị ơi, quay trở lại với mùa thứ tư năm nay thì cảm xúc của chị như thế nào ạ? Lần này Minh Tuyết rất là hân hạnh khi được mời trở lại mùa 4 ca sĩ thần tượng. Có được hai người mà Minh Tuyết luôn luôn yêu thích, đó là Trấn Thành. Và người luôn luôn làm thơ tặng Minh Tuyết, đó là đạo diễn Hoàng Nhật Nam đó. Thế bây giờ năm nay mùa thứ tư rồi, chị nghĩ là mình sẽ theo phe ai ? Chắc chúng tôi sẽ thương yêu nhau quá. Thật ra là MC phải hiểu như thế này. Chúng tôi là một thường đội. Là chúng tôi là một phe và MC là một phe. Cho nên đừng có hỏi những câu mà người ta không thể trả lời được. Vâng, em xin lỗi ạ.
Thường thường tuyết ít khi nào thấy ai bận áo len mà mang ủng lắm nha. Thường quay nóng như vậy rất ít ai chọn chất liệu len, làm chủ đạo. Đúng rồi. Anh Nam, anh Vinh, em ủng gái là anh Nam phải có tuyết rơi đúng không? Em cũng nghĩ là chương trình năm nay nó trẻ trung hơn, anh hiểu không? Cho nên là em cũng mặc đồ theo cái độ tuổi là 18 cho tới 22 tuổi. Cho nên em chọn cái áo này, anh thấy phù hợp không ạ? Anh thấy cũng phù hợp giữa mùa Covid. Đeo cái khẩu trang nữa là tuyệt vời. Quý vị thân mến, đó chính là những động viên tinh thần dành cho tất cả các bạn thí sinh bằng cách trù dập MC hết mức. Vâng, và bây giờ hãy cùng với chúng tôi đến với vòng thi đấu thứ nhất của chương trình mang tên gọi Lộ Diện. Xin mời. Một cuộc tình vừa qua, kèm theo lời hứa phôi pha, tình yêu đã có lúc của đôi ta. Cớ sao giờ đây chỉ có một người ở chân trời xa, có bóng một ai kia. Giống như không? Dù cuộc tình mồ côi, đành nghe lòng xót xa thôi. Một ai đó đam nữa buồn lòng tôi. Trái chi người ta đã bỏ thật chắc rồi. Trái chi một người đã ở nơi rất xa. Và tìm em ơi, mỗi khi nhìn thấy anh, em nghe trong lòng ấm êm những hạnh phúc bình yên. Em thầm mong thấy anh cho dù chỉ một lần, mong rằng tình yêu ta không phôi pha ngày sau. Vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với em, chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui. Em thầm mong thấy anh cho dù chỉ một lần, mong rằng anh không quên em với câu hứa hôm nào. Làm tròn lấy chuyện tâm hồn anh, buông tay em, anh đã ra đi vội vàng. Đành phải học cách bớt đi, không anh bên cạnh, không một mình em đi khi anh đã không cần. Có lẽ qua thời gian em sẽ quen được anh, nhưng vết thương chắc sẽ không bao giờ lại. Một lần lại được bên em, một lần lại được yêu em. Một lần nữa chúng ta cho nhau giấc mơ em đêm ban đầu. Ngày ngày lại dành cho em, hãy tua vào vai anh xem. Nhẹ nhàng những yêu thương bên em, nước đây không còn mong manh. Chiều xa một bờ vai em, chờ che ngày ngày đêm đêm. Chẳng còn những đau thương khi anh khẽ hôn lên bờ môi mềm. Một lần lại được yêu em, hãy tua vào vai anh xem. Một lần nữa anh đem bao nhiêu giấc mơ bên cạnh em. Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thề nhau chỉ giờ đây đường ai nấy về. Biết chứ thì đã không quên không yêu rồi, để hôm nay buồn cái cây gì nữa cho buồn tâm trí bây giờ khi đã nhạt phai. Lạc sầu anh quên hết những tháng ngày đã qua, bóng dáng em hiền thương tha giữa muôn sáng hồng hoa. Cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa, bao tình yêu khi xưa anh nghĩ sao thật xa. Nhìn chung anh xa cách có ai còn nhớ nhau, chẳng biết em còn nhớ anh như anh nhớ ngày đêm. Anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần, mong rằng em không quên anh với câu hứa hôm nào. Anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần, mong rằng em không quên anh với câu hứa hôm nào.
Trời ơi, tôi thấy là ngồi phía dưới ban giám khảo vỗ tay rồi ngạc nhiên, từ cái nhân vật này sang cái nhân vật kia. Thế không biết là các anh chị có đoán ra được họ hóa thân thành ai không ạ? Chị Tuyết, mời chị đi. Chị đoán cô gái này hóa thân thành ai ạ? Lương Bích Hữu. Lương Bích Hữu, chính xác không em? Chính xác. Còn bên đây ạ? Ưng Hoàng Phúc. Không thể khác được đúng không ạ? Không thể khác được. Và bên đây? Khánh Phương. Khánh Phương. Và cuối cùng ạ? Quang Vinh. Chính xác, một tràng hô tay cho chị Tuyết. Vâng, không biết anh Trấn Thành, anh ấn tượng nhất đến với bạn nào ở trong bốn bạn trên đây ạ? Nếu như mà giám khảo Minh Tuyết mà đã đoán đúng các bạn thì rõ ràng đó là một thành công của các bạn rồi. Hát mà giám khảo đoán một cái là đúng ngay. Cái thuận lợi đầu tiên của các bạn là cái voice của các bạn nó đã giống cái ca sĩ mà các bạn chọn rồi. Như vậy có nghĩa là mình đã hóa thân thành công. Trước tiên là vậy. Trong đây nổi trội nhất là chắc chắn ai cũng có thể thấy được, đó là anh Ưng Hoàng Phúc nha. Đó là cái voice của anh là hầu như giống Phúc là 90% rồi. Nhưng mà cái anh Ưng Hoàng Phúc này anh có một cái biệt tài, đó là cái tài đếm nhịp á. Trong bóng đêm mà tôi có thể thấy cái tay anh đếm nhịp, anh lo là anh hát trật. Và đúng như những gì anh lo, anh đã trật. Ông lo, ông đứng ông búng. Cái tới phiên ta hát, là ta hát chuyện ta thôi, ông bên này ông vẫn búng. Hay quá. Ông búng một hồi, ông quên cái ý giật mình tới tôi rồi. Ông ca và ông đã trật hết chút xíu nhịp. Chứ không sao, mở màn như vậy không sao. Voi của Quang Vinh rất giống Quang Vinh, nghe là biết ngay luôn. Lương Bích Hữu cũng giống luôn. Khánh Phương giống nhưng mà hơi over một chút xíu, tiết chế lại, hát cho tinh tế hơn sẽ giống hơn. Và cũng rất là vui khi đây là cái show đầu tiên mà có cái sự comeback rất là hồ hởi. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn anh. Còn Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Mùa trước thì chúng ta cũng có rất nhiều những tài năng hóa thân thành thần tượng Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương. Năm nay thì lại có Lương Bích Hữu và Quang Vinh, cũng là hai màu khá mới. Khi mà lần đầu tiên xuất hiện trong ca sĩ thần tượng thì anh nghĩ đó là những cái màu cũng khá là thú vị. Và anh nghĩ là màn chào sân cũng đã mang đến nhiều cảm xúc cho ban giám khảo chúng tôi cũng như là các khán giả, bởi vì là các bạn cũng đã đem đến những cái chữ ký riêng của thần tượng của mình và có thể dễ dàng nhận ra bạn là ai, thì đó là một cái điều rất là đáng mừng. Cảm ơn anh. Em thì rất là tò mò, thế không biết là các bạn là ai, các bạn tên gì, đến từ đâu, và đặc biệt là các bạn làm ngành nghề gì mà đến với sân khấu này để hóa thân thành nghệ sĩ thần tượng của mình. Mời em gái trước đi. Dạ, em là Phương Nga, em đến từ Tây Ninh ạ. Dạ. Em làm spa. Thế thì làm sao mà mạo muội đến với chương trình này? Vì mê chương trình những mùa trước hay là làm sao? Dạ, tại vì em thích chương trình mùa trước. Với lại bị xúi nữa. Ai xúi em? Là anh... Ưng Hoàng Phúc mùa trước á, là gần nhà em. Nói em mê Bích Hữu quá, thôi em đi thi đi. Nếu mà hên thì mình đậu cũng không sao, rớt cũng không sao, cũng được gặp anh Trấn Thành. Fan anh Thành kìa, chạy xuống ôm anh Thành cái lấy hên. Trời ơi, đó. Thành là anh. Hàng xóm của cái ông mà ông Vĩnh Phúc á. Mà tại sao trời xuôi đất khiến gì mà trên trái đất này lại để mà Lương Bích Hữu ở gần Ưng Hoàng Phúc rồi đó. Cảm ơn em. Dạ. Chúc em thành công nha. Trời ơi, đâu mà tự nhiên bà Hữu ở gần ông Phúc, hay thiệt chứ. Bà Hữu ba ôm rồi đã đánh cho bà rớt đi. Dặn nhẹ rồi đó, chết thiệt. Tôi nói nha, thí sinh làm ơn đừng có tỏ ra thân mật quá, giám khảo với mắc công tôi đưa vô vòng trong lại nói là tôi phe phái cánh. Dạ, rồi. Dạ. Thì tôi nói trước thôi chứ tôi có nói gì đâu nè. Tôi lo quá. Rồi tiếp tục đi ạ, bạn giới thiệu về mình đi nào. Dạ, xin chào ba vị ban giám khảo, xin được chào MC Misu. Em tên là Nhật Quân, em sinh sống và làm việc tại Bình Phước ạ. Và công việc của em là nhân viên văn phòng. Và em đi từ Thanh Hóa. Dạ. Thế là mình có cái khả năng hóa thân thành ca sĩ Ưng Hoàng Phúc là từ khi nào anh? Cái đây khoảng 18 năm trước thì đam mê biết anh Phúc. Thì em biết đến nhiều cái chương trình để hóa thân thành thần tượng. Trong máu mình có cái thần tượng của mình rồi. Thì mình chỉ một chút nào đó là thôi nó sẽ giống đậm hơn. Thì ngày hôm nay cũng được đứng sân khấu đây ạ. Dạ. Cảm ơn Michelle. Dễ thương, nói giọng khác hẳn luôn á mà hát cái khác hẳn. Cảm ơn anh. Còn chàng trai Khánh Phương, hôm nay tôi có đồng minh rồi, mặc đồ nóng như nhau. Mời em. Dạ, em tên là Tuấn Anh ạ. Em đến từ Bến Tre. Công việc hiện tại của em thì là nghề lái xe, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh này. Thế hôm nay bỏ lái xe đến với chương trình thi luôn? Dạ đúng rồi. Trời ơi, mày... mất một ngày làm nhiêu tiền đến đây thi, mất tiền quá. Rồi, không quan trọng anh. Không quan trọng. Không quan trọng là gì? Quan trọng là thần thái. Hay quá. Quan trọng là thần thái. Rồi, con người cuối cùng, chàng trai hóa thân thành Quang Vinh rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào, xin mời.
Em chào anh Minh Sù ạ. Em chào, kính chào ba vị ban giám khảo ạ. Em tên là Quốc Anh, hiện tại là em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em là nhân viên văn phòng cho nhân viên trang sức phong thủy ạ. Ồ, trang sức phong thủy hả? Người quen hả? Dạ, người quen. Ừ, vậy đánh rớt. Trời! Quen rớt chứ mắc công vô, người ta nói mình phe phái nữa. Thành ơi, anh nghĩ là chắc không nên loại Quốc Anh đâu. Bởi vì là Quốc Anh ơi, vài bữa anh sang mua trang sức phong thủy thì em nhớ giảm giá đặc biệt cho anh nha. À, trang sức phong thủy giảm giá đặc biệt nha. Cho chị có một cái lời khen với lại bốn em là hình như là bốn em chưa có ai mà đi hát ở bên ngoài hết phải không ạ? Dạ chưa. Dạ chị. Chưa luôn á hả? Dạ chưa. Mà dám đăng ký đi lên thi như thế này, đứng trên một cái sân khấu lớn, khán giả này nọ mà không có sợ mà vẫn còn hát đúng nhịp như vậy, là phải dành cho các em một tràng pháo tay thật lớn. Một tràng pháo tay cho bốn thí sinh đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Chúc cho các bạn sẽ tỏa sáng ở vòng 2 nha. Cảm ơn các bạn. Quý vị thân mến, tiếp theo sẽ là vòng thi đấu với tên gọi Hòa Thanh. Các bạn thí sinh của chúng ta sẽ hát song ca cùng với nhau. Và ngay bây giờ, hãy cùng chờ đợi sự quay trở lại sân khấu với phần hóa thân thành Ưng Hoàng Phúc và ca sĩ Lương Bích Hữu, với phần trình bày của Phương Nga cùng với Nhật Quân. Và để xem có điều gì bất ngờ trong ca khúc Anh Không Muốn Bất Công Với Em. Xin mời. Điều em không muốn nay cũng đã đến, vào một đêm lạnh thinh chính anh cũng đã nói chúng ta chia tay. Đau lòng quá đi, cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ. Ngày xưa anh nói với bao người con gái rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi đó, mà đến chính em lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây. Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sao. Thật không muốn đâu em ơi, về tình đã hết anh sao đây. Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chẳng anh chia tay tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn khi anh không yêu chọn lựa với ai khi anh đã chọn lựa rồi. Tình chia đôi chẳng ai là không số. Lòng em đau thì anh cũng không được vui sướng đến chấp nhận. Em đừng trách cứ đến lúc cũng phải nói ra câu chia tay rồi mai đây em sẽ yêu người sau. Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây. Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Thì sẽ thật là thật bất công với em khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chẳng anh chia tay tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc mà làm gì vì với anh cũng buồn khi anh không yêu trọn vẹn với ai khi anh đã chọn lựa rồi. Tình đã hết trước sao gì anh cũng bước. Thôi thì cứ sang ngàn đời ai nấy giữ. Em không trách anh thêm vì em cũng biết rằng anh đau lòng khi anh bước đi. Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây. Chẳng lẽ nói anh yêu em về sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chẳng anh chia tay tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc mà làm gì vì với anh cũng buồn
Khi anh không yêu trọn vẹn với ai, khi anh đã cho lừa rồi. Hay quá. Khi anh không yêu, anh không thể nói anh đây rất yêu em. Và đó là Nhật Quân và Phương Nga. Trời ơi, Xù ơi. Dạ. Chết rồi. Chết rồi. Ưng Hoàng Phúc đã đốn tim Minh Tuyết. Yeah. Cái miệng cũng chấm chấm nè, giống Ưng Hoàng Phúc nha. Sao chị mê anh Phúc tới cỡ nào rồi? Trẻo quá. Chị trẻo ai? Minh Tuyết là đứng ngồi không yên, quéo cái giò lỡ, quéo cái giò lỡ. Đã nghe đó phê. Anh Hoàng Phúc anh có cái mấy cái đoạn mà ngân mà ngân uống nước lọc á. Ực vô á. Có mấy cái đoạn đó nóc ao đã lắm nha. Cứ mỗi lần mà đã chia tay uống nước lọc cái là phải vỗ tay. Tại vì nó ngân giống quá. Cái ông này cũng đáng yêu quá. Cái body của anh đó là cái sự tổng hợp của body của Hoàng Việt Nam và Minh Tuyết cộng lại. Giày là mang giày style Hoàng Việt Nam nhưng nói người ta cũng phải nhìn lại mình đó. Nhìn lại mình đó. Không, cũng chưa cũng tới nỗi. Cũng được, cũng được. Được. Trời ơi. Đừng hóp bụng nha. Đừng có hóp bụng nha. Đâu có hóp đâu, tại sáng giờ chưa ăn sáng. Dạ. Mà không dám ăn chứ không phải là chưa ăn sáng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vậy nè. Là bạn á, mê cái chuyện mình làm. Cưng, cưng lắm. Yêu từng giây phút lên sân khấu, ông hát mà ông mê. Tôi nói thiệt, kiểu hát mà nói ông bà Việt Nam, ông nói là thôi hát xong không đánh lương, kệ anh, lương là gì, em hát là vui rồi. Kiểu vậy đó. Bây giờ tôi thích mấy người vậy lắm. Đó là bạn Nhật Quân. Về hữu là bạn Phương Nga. Thì bài này bạn hát yếu hơn bài hồi nãy. Bạn có vài cái điểm accent giống hữu. Vô tình trời sinh cái bạn, giọng bạn giống. Nhưng mà bạn là hiện nay đang hát là chưa nghiên cứu. Cho nên á, chỗ được chỗ không. Lương Minh Hữu, bạn phải hiểu là khi hát cái bài này là đang trong giai đoạn lúc là còn trong nhóm HAT là giai đoạn tuổi teen. Cho nên Lương Bích Hữu có một cái đặc trưng trong giọng hát, đó là cái giọng giống như em bé, mỏng nhẹ thanh và điệu phải có chút xíu điệu chứ. Thật không muốn đợi anh ơi, cái kiểu vậy đó, chứ nó không có trưởng thành như bây giờ. Thì bạn phải để ý mấy cái đó, chứ không thôi thì uổng lắm. Anh Nam thấy sao anh Nam? Về Hữu và Phúc ngày hôm nay. Về Nhật Quân là anh cũng có cái cảm nhận giống mọi người. Đó là rất là một cái cảm giác rất là thoải mái để mà tận hưởng cái tiết mục. Và thấy em, những cái biểu cảm của em trên sân khấu cũng như là em đắm chìm trong bài hát cùng với bạn diễn của mình, nó rất là hồn nhiên, đáng yêu. Và anh nghĩ là cái dòng chảy về cái tình yêu đối với thần tượng đó, nó đã có sẵn trong em rồi. Cho nên em không có phải cố gắng nhiều. Em rất là tự tin và tự nhiên nữa. Chính điều đó cộng với ngoại hình của em, rồi cái cách em diễn không thực sự chuyên nghiệp nhưng mà lại rất là cuốn hút và có cái gì đó chạm đến mọi người rất nhiều. Ở em có một cái điểm mạnh, đó là cái yếu tố gây cười. Ở đây gây cười không phải là do em làm dở. Thật sự ra cái gây đó. Cười là cái độ chân thành đấy anh. Đó. Em cười nhiều nhất là cái đúng độ rồi. Mà bạn ấy say mê với nhiệt cái tiết mục và chân thành để thể hiện đúng. Thần tượng của mình. Đúng. Mê hát hơn mê hữu mà. Đúng, và có nhiều cái biểu cảm phong phú lắm. Tức là xoay người qua bên này, qua bên kia, dằn vặt, đau khổ hay là hướng tới vật vã trong tình yêu. Có nhiều cái để xem trong cái cách diễn của em lắm. Thì em sẽ cố gắng phát huy cái điều này hơn nữa. Về Phương Nga hóa thân Lương Bích Hữu thì anh cũng đồng quan điểm, đó là em cần phải làm sao đó những tiết mục sau á, đơn cao mình thể hiện cái giọng cao mình nó có một cái độ sắc hơn và mỏng thanh nhẹ hơn thì sẽ ra hữu nhiều hơn. Anh cũng lưu ý Phương Nga là em có những cái đoạn mình nhún như Lương Bích Hữu cho những cái đoạn đầu, nhưng mà đã vào những cái đoạn mà cao trào trong tình yêu và dằn vặt hay là đau khổ, cái người đối tác của mình á, gọi là bạn diễn của mình đang diễn như vậy thì
mình không còn nhún theo âm nhạc nữa, mà lúc đó mình hãy theo cảm xúc nhiều hơn, mình đừng có phải nhún theo nhịp. Và cảm thấy mình từ đầu đến cuối mình cứ đều đều như vậy. Em cần phải có những cái điểm gọi là mình phân bổ những cái trạng thái khác nhau về mặt diễn xuất trên sân khấu, thì nó sẽ làm cho tiết mục của mình thành công hơn. Dạ, cảm ơn anh Nam. Dạ, còn chị Tuyết làm sao hả? Trong lúc mà anh Nam nói chuyện với Nga đó, thì Tuyết có nói chuyện với Thành về cái giọng của Lương Bích Hữu. Thành có nói là cái giọng của Lương Bích Hữu ấy nó nhỏ nhẹ chúm chím. Thực sự Thành nói là nó có nét giống giọng của chị. Lúc chị mới vào nghề đó thì chị cũng hát rất là chúm chím, có là mình không mở khẩu hình quá rộng và nó hơi ém lại một tí. Ví dụ là anh ơi anh yêu em ngắt như vậy đó. Thì khi mà em hát là anh nói anh yêu em, cái khẩu hình nó mở to ra thì nó lại không giống. Có nghĩa là em làm cho nó ngắn và gọn lại một chút xíu, và em đóng khẩu hình nhiều một tí xíu thì nó sẽ giống Bích Hữu hơn. Còn riêng về Ân Hoàng Phúc ấy, Nhật Quân á, cái điều mà em có là cái sự duyên dáng trên sân khấu. Và chị nghĩ bất cứ một nam ca sĩ hoặc nữ ca sĩ hoặc nghệ sĩ nào đó, khi được khán giả yêu thích và có tên tuổi, họ đều phải có cái sự duyên dáng riêng của họ trên sân khấu. Và nếu em đã có được cái sự duyên dáng của Ân Hoàng Phúc, đó là một cái lợi thế rất lớn của em. Điều thứ hai là em rất nghiên cứu về thần tượng của mình, là những cái động tác của em đều là những động tác em xem và em học từ Ân Hoàng Phúc. Cái câu đó Ân Hoàng Phúc đưa tay như thế nào, đưa lên rồi nhúng người xuống như thế sao, em đều làm rất là giống. Là em có sự đầu tư trong tiết mục của mình, trong thần tượng của mình. Đó là sự thành công của em. Chúc mừng ngày hai em trong tiết mục vừa qua. Mà Hữu ơi, tiết mục sao diễn xíu cưng. Em hát em nhắm mắt hát không, không có tương tác gì trơn. Hữu dễ thương lắm trên sân khấu. Em nói chia tay và anh nói cũng quên. Chị đó kiểu tự tin lên coi, hiểu không? Chị nói nè, mấy em đừng có run. Thật sự chị ở ngồi dưới đây, mỗi lần chị coi mấy em giả thần tượng á, chị thấy vui lắm. Thiệt luôn á. Chị ngồi chị cười hoài à. Tại vì chị có ai giả bà mới lo thôi. Chị có Thanh Mộng. Mỗi lần Thanh Mộng diễn á, là cô Minh Tuyết ở dưới này là quấn quýu thiếu điều muốn núp sau ghế nha. Không, mọi người tại vì mắc cỡ. Nhưng mà thật sự nha, ai giả mình rất là vui. Cho nên á, mấy em phải phấn khởi lên. Bởi vì sao? Những thần tượng coi các em giả những người đó, họ coi họ cũng thấy vui nữa. Cho nên cứ thoải mái đi. Còn tiết mục cuối cùng nữa, một tràng pháo tay cho Phương Nga và Nhật Quân. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến lần đầu tiên ca sĩ Quang Vinh và ca sĩ Khánh Phương sẽ song ca cùng với nhau trên sân khấu của ca sĩ thần tượng mùa thứ tư năm nay qua phần hóa thân của bạn Tuấn Anh và Quốc Anh. Xin mời. Gửi cho em đêm lung linh và tin sống đời biến lãng. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình cần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức sáng, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên gọi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tình yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Mai đây khi nắng lên, ta nắm tay bước trên đường dài, đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Là bè
bên kia bầu trời, về đêm chắc đang lạnh dần. Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em mình giấc ngủ ngon. Ngã bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh còn cao về ra chỉ trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em, gửi cho em đêm lung linh và tia sóng nơi bí lãnh, gửi em những ngôi sao trên cao, để em chiến thắng gió âm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi ngày mai em qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ để xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ để xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Da 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 đi da la da da. Và đó là Quốc Anh và Tuấn Anh. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Sắc Màu rất là nhiều. Dạ, mời anh Thành. Quang Vinh á, thì bạn được một cái là trời cho bạn cái voice đã giống anh Quang Vinh rồi, cho nên nó rất là thuận lợi cho bạn. Thế nhưng á, bạn không có follow cái cách hát của Vinh nhiều, có nghĩa là bạn á, lúc nhớ lúc không, lúc thì bạn hát giống là vì cái voice nó giống, nhưng hát hồi cái bị sung quá là ra bản thân bạn thôi, nó không còn Vinh nữa. Khi mà Quang Vinh hát ra sân khấu nó rất là khoan thai, kiểu không có chuyện gì xảy ra đó. Thì yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho lúc nào cũng là hiền lành và nó ngắt chữ ra nhiều hơn một chút. Bạn thì lúc nhớ lúc quên, và khi mà ổng thăng hoa quá là ổng thành ổng bị say mê theo, bị trình diễn chút xíu. Vinh không có trình diễn, Vinh rất là nhẹ nhàng, lúc nào ai làm gì làm, Vinh làm chuyện của Vinh thôi, gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến của Quang Vinh. Mà hôm nay em thấy Quang Vinh ổng còn nhảy vũ đạo nữa chứ. Vinh thì nhảy cũng nhẹ nhàng, rồi ai vũ đoàn làm gì làm, ổng làm chuyện của ổng kiểu gì. Đó là cái mình nên nghiên cứu về thần tượng của mình tí. Khanh Phương á, lần này có vẻ bạn bị e ấp á, lần trước Thành nói bạn bị over, tự nhiên lần này bạn không còn cái Thành không muốn bạn như vậy, có nghĩa là hãy là cái mà bạn cảm thấy mà mình làm tốt, chứ không phải là vì cái comment của Thành là bây giờ bạn bị gói lại cái tự nhiên bạn hiền lành luôn. Nó không anh, vì cái khăn gói bạn lại thôi. Dạ, mở ra cho nó thoáng em. Ừ, đúng, tháo thiệt. Cái khăn ra mà vẫn còn cái cần cổ nữa. Đã bắt đã hát chiếc khăn vô ấm còn quấn luôn băng cổ cho bởi... mà không, mà Khánh Phương bận vậy mà. Bạn nhái Khánh Phương, nhưng mà tôi hỏi bạn cái đặc trưng lớn nhất mà Khánh Phương sở hữu là gì, tôi đố bạn. Là năng động. Năng động thì không phải là Khánh Phương. Năng động là tôi nè. Năng động là tôi nè. Cái lãng tử à? Không. Bất cần. Nam tính. Nam tính. Yeah. Và bất cần. Bất cái cần. Chất Khánh Phương rất là bất cần và nam tính. Đó. Khánh Phương là bước ra sân khấu. Ở bên kia bầu trời. Là cái tay là. Ở bên kia bầu trời. Là cái chân này. Đó, cái chân này. Lo hát là cứ phải. Bông bông. Ở đây trên ta đây này. Ở bên kia bầu trời. Là lâu lâu là. Cái chân là cứ phải móc cái gì đó. Mà là nhúng cái là rất là hip hop. Chính xác, chính xác. Cái thái độ rất là hip hop. Biết ra và chờ. Dạ, bài hát mới của anh Phương đó. Ý là mình nói vậy đó. Đàn ông đó. Cái tay là lúc nào cũng ở bên kia, là giống như là ê muốn gì hả, muốn sao giờ, muốn sao hả, ê muốn gì hả? Kiểu vậy. Nó phải là cái dạng đó, chứ còn bạn hát chuyện, bạn hát giọng bạn nó không liên quan đến cái thái độ. Thái độ chuyện, giọng chuyện, hai cái nó đối chọi nhau, cho nên mình thấy nó không có là cái con người đó. Cảm ơn anh Thành. Thiệt sự các bạn nên quan sát cái cá tính luôn, để mà biết đâu được tự nhiên cách trình diễn nó ra luôn cái giọng hát thì sao. Hả? Em mà nhập được cái cá tính nó tự nhiên giọng em thay đổi luôn. Tự nhiên giống luôn. Dạ. Không, mà phải công nhận là
Cái giọng Khánh Phương là một cái giọng rất lạ nha. Người đàn ông trong tình yêu kiểu là em yêu tôi không? Em yêu tôi không? Cái kiểu đó. Thì hát cũng phải như vậy. Không, nhưng mà cái ý tôi đang nói về cái chất giọng á. Cái chất giọng Khánh Phương lạ ở cái chỗ là ví dụ như là có Tuấn Hưng đi. Tuấn Hưng nó có lúc trong lúc khàn nha. Còn cái giọng Khánh Phương là nó khàn đều hết. Khàn hầu như là chữ nào nó cũng khàn á. Mà ngắt, ngắt liên tục. Ở bên kia bầu trời. Trời. Hát giống như là thầy trời. Không, ý Tuyết đang muốn nói là Tuyết khen bạn khi mà bạn bắt chước được một cái giọng rất lạ như vậy. Khó lắm ấy. Đó không phải là một điều dễ. Cho nên bạn phải tự tin học thêm cái phong cách như Thành nói nữa. Anh còn... Hòa Nhật Nam mà còn đâu làm được à, dù anh Nam nhái giọng anh Khánh Phương thử. Làm sao nhái được? Nhưng mà điều khó. Em yêu tôi không? Em yêu tôi không? Em yêu tôi không? Tuyết. Em yêu tôi không? Em yêu tôi không? Say you, say me. Hả? Trời, thấy ghê. Trời ơi. Vậy nói này, bây giờ cái này đâu phải Khánh Phương. Không có cái giống này Khánh là 10 năm tình cũ Elvis Phương. Anh Thành hỏi chi tiết ra, anh Thành hỏi giống cái kiểu hồi nãy. Thôi cảm ơn. Khánh Phương thì anh Nam làm lại cho nó khác biệt. Không, Khánh Phương thì đó. Phương. Vậy Tuyết chọn Khánh Phương hay là chọn Elvis Phương? Không chọn ai nữa. Mời anh Nam ạ. Quốc Anh thì anh khen về cái bản lĩnh sân khấu của em á. Có nghĩa là trên sân khấu em di chuyển và em nắm bắt mọi thứ rất là tự nhiên, tự tin. Tuy nhiên thì em cũng phải tiết chế, bởi vì là cái sôi nổi của trong em đúng là nó nhiều quá. Chắc chắn bình thường em là một người cũng rất là hóm hỉnh, rất là tươi vui, chứ không phải là một cái người mà thâm trầm hoặc là một cái người nhẹ nhàng, gọi là hoàng tử sơn ca như Quang Vinh. Cho nên là đôi khi mình đang hóa thân, mình phải cân bằng, mình làm nó hiệu quả hơn. Thì đó là về phần của Quốc Anh. Còn về Tuấn Anh thì em ít dạn dĩ hơn. Và nếu như á, khi mà làm việc với biên đạo, mà biên đạo dàn dựng cho mình một cái tiết mục mà em cảm thấy là mình không thể nào mình tập được cái vũ đạo để mà có thể tương xứng với bạn, thì em có quyền nói lên cái quan điểm của mình để mình từ chối. Nếu em có tiến vào sâu hơn thì em lưu ý cái điều này. Và như anh Thành lúc nãy có nêu đó là có một số cái động tác nhảy gì đó thì em có thể tìm hiểu, nhưng cái đó nó cũng thuộc về năng khiếu nữa. Nếu như em không có năng khiếu về vũ đạo thì mình sẽ tìm những cái điều khác. Nhưng mà nếu như em có thể tập được thì là một cái điểm cộng lớn hơn. Đó, thì mình phải cân nhắc và mình phải là cái người chiến lược và biết mình khả năng của mình đến đâu để mình làm. Em xem các cái mùa trước đó, có nhiều người ở những vòng đầu thì rất là kém dạn dĩ và rất là rụt rè, nhưng mà những vòng sau về tự tập trước gương rồi tập với bạn bè hoặc là với biên đạo thì đã có một cái cuộc lột xác rất là kinh khủng. Nói đâu xa như là Trịnh Vĩnh Phúc hóa thân thành Ưng Hoàng Phúc năm trước. Tôi cầu mong ngày mai bình minh từ đây rồi sẽ có em. Và anh cũng mong là em cũng có cái sự cố gắng như vậy. Riêng Quốc Anh thì chị muốn nhấn mạnh lần nữa để cho em hiểu rõ ý của anh Nam với anh Thành. Có nghĩa rằng là đúng, Quang Vinh trên sân khấu lúc nào cũng nở nụ cười rất là tươi, rất là thân thiện, nhưng mà điềm tĩnh. Còn em hơi bị năng động một chút xíu. Có nghĩa là em vẫn vui vẻ, vẫn diễn, vẫn lúc nào cũng cười, nhưng mà nó điềm tĩnh hơn một chút xíu. Em phải hiểu nha, nó liên quan đến cái con người của cái người ca sĩ đó. Khi em hóa thân thành thần tượng, em phải hiểu luôn cái con người đó, người ta là cái tuýp người nào thì mình hóa thân mới giống được. Quang Vinh là người ở ngoài ít nói, sống nội tâm. Như vậy có nghĩa là khi mà ảnh lên sân khấu, cái nụ cười của ảnh á là nụ cười của một cái người nội tâm. Vậy là Quang Vinh cũng giống anh nè. Có giống không? Thôi bỏ đi. Không ai trả lời, anh hiểu rồi hả? Dạ, dạ Vinh. Quang Vinh là nội tâm, còn ảnh là có cái tâm của ông nội. Cái tâm của ông nội. Nó hơi nó khác, nó già hơn chút xíu. Cái người năng lượng ra nhìn khán giả cười là yeah 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 yeah, còn Quang Vinh là cười là cái kiểu vậy, hiểu không? Mình phải tiết chế cái đó, tại vì cái đó nó là cái đặc thù, mình không làm được thì nó phí lắm. Đúng, nó giống như cái câu là Lan Huệ sầu ai, Lan Huệ héo, Lan Huệ sầu người, trong héo ngoài tươi. Bởi vì là Quang Vinh có những cái nỗi buồn rất là sâu từ hồi gọi là thuở thiếu thời, và đã theo
cái bước chân anh suốt một cái chặng đường nghệ thuật và mãi đến bây giờ nữa. Cho nên là anh cũng nghĩ rằng là em hãy đặt mình vào cái tâm trạng đó để mà cái tiết mục đơn ca tiếp theo á, nếu như đó là một cái bài buồn thì Quang Vinh sẽ thể hiện những cái nỗi buồn từ thuở thiếu thời của mình ở trong đó như vậy đó. Em thấy không? Anh nghĩ vậy. Nhiều người ta đơn... giám khảo mà người ta còn nghiên cứu gia cảnh của nghệ sĩ, mà em là thí sinh em không nghiên cứu. Nhiều khi á cái miệng cười nhưng con mắt nó không có cười được. Em hiểu như vậy là khi em hát một cái bài nào đó của Vinh về nhạc buồn thì em sẽ làm được. Ok. Dạ, cảm ơn lớp học thiền vừa qua. Với một trăm hơi tay cho hai bạn. Chúc mừng. Và đêm nay chúng ta sẽ có cơ hội để được lắng nghe những giọng ca solo với bốn thí sinh. Thế không biết là một tuần đã trôi qua rồi, anh Nam, ngay giây phút này anh cảm thấy như thế nào ạ? Tuần trước các thí sinh đã hóa thân thể hiện trong những tiết mục tứ ca cũng như song ca. Tôi nghĩ là vòng này các bạn sẽ có cái không gian riêng với những bài hát solo, có đất để mà diễn hơn và sẽ không có phải bị phân tâm bởi bạn diễn của mình. Tôi sẽ cảm nhận những cái tiết mục sẽ bớt khắt khe hơn một chút, bởi vì những thí sinh là những người khá mới với sân khấu, tôi nghĩ vậy. Cảm ơn anh. Còn đối với chị Minh Tuyết thì sao? Đêm nay sẽ là đêm mà ban giám khảo quyết định ai sẽ là người đi tiếp. Tiêu chí chấm điểm của mình như thế nào ạ? Chắc có lẽ cũng sẽ giống như Nam. Năm nay thì các thí sinh quá mới cho một cái sân khấu hoành tráng như thế này, không có kinh nghiệm nhiều. Thì có lẽ là vòng 1 có thể mình sẽ nới tay một tí xíu để cho các thí sinh thoải mái hơn, để mình có thể phát huy được nhiều hơn, giống thần tượng mình hơn và có một cái niềm tin là mình sẽ cố gắng và sẽ được. Thì có lẽ là chị sẽ nới tay chút xíu vào vòng này. Dạ vâng, cảm ơn chị. Còn anh Trấn Thành, anh có lời động viên gì đến với bốn thí sinh của chúng ta hay không ạ? À, tôi cũng chỉ cho lời khuyên dành cho MC thôi, là mùa sau nhớ mặc đồ cho nó hợp với lại không khí của trường quay. Nóng không Thành? Nóng chứ. Ngồi đây nóng lắm. Rất. Dạ thôi, có gì năm sau em sẽ nhắn tin group cho các anh chị để chúng ta thảo luận xem mình mặc đồ gì cho phù hợp. Vâng. Và đêm nay bốn thí sinh của chúng ta cũng đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc đấu của chính mình, và hy vọng rằng ban giám khảo cũng sẽ nương tay cho các bạn thí sinh nhé. Và bây giờ sẽ là thí sinh đầu tiên, xin mời. Tôi không tin đời tôi, có em rời phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em, dịu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế này tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Trong nhân gian giờ đây, có một ngàn lối đi em đã chọn. Những bước đi của tôi giờ đây, phải đi về đâu để thấy em tôi. Khi đôi ta gặp nhau, biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời. Nắng ấm cho mình em thật sao, nơi này gió mưa hoài. Ngày tình yêu tìm đến chúng ta, anh nào đâu có hay. Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, biết nói ra sao để em tình đã qua. Rồi tình yêu rời bên chúng ta, đi về nơi rất xa. Người về một phương biết đến khi nào gặp lại. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, hãy nói nghe sao em đầy lòng bỏ đi. Tình đành dở dang thôi. Lần đầu tiên Ưu Phúc xin gửi tới quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, lời chào nồng nhiệt và chân trọng nhất ạ. Yeah, come on. Hết đồ. Ông làm tôi hết đồ.
trong nhân gian giờ đây có một ngàn lối đi em đã chọn, nhưng bước đi của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy em tôi. Khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời. Nắng ấm cho mình em thật sao, nơi này gió mưa hoài. Ngày tình yêu tìm đến chúng ta anh nào đâu có hay, ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, biết nói ra sao để em tìm đã qua. Rồi tình yêu rời bên chúng ta đi về nơi rất xa, người về một phương biết đến khi nào gặp lại. Rồi mai đây nơi trên đường đời thấy nhau, hãy nói nghe sao em đành lòng bỏ đi để tình ta đành dở dang thôi. Ngày tình yêu tìm đến chúng ta anh nào đâu có hay, ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây nơi trên đường đời thấy nhau, biết nói ra sao để em tình đã qua. Rồi tình yêu rời bên chúng ta đi về nơi rất xa, người về một phương biết đến khi nào gặp lại. Rồi mai đây nơi trên đường đời thấy nhau, hãy nói nghe sao em đành lòng bỏ đi để tình ta đành dở dang thôi. Hay quá, hay mà hay hơn. Trời ơi hay quá. Dạ chúng tôi muốn lắng nghe fan của Phúc đó các bạn. Trời ơi anh Phúc ơi, anh dễ thương quá, em mê cái động tác này của anh quá, em mê cái động tác này của anh quá. Trời đất ơi, rất là đáng yêu đã. Quay trở lại tuần mới rồi, thần thái hơn. Mình có một cái hình ở bên ngoài cũng rất là mới nữa. Thế không biết là diễn xong thấy sao anh Phúc? Thứ nhất là thấy rất là thoải mái. Yeah. Vì lần đầu tiên mình được đứng lên cái sân khấu lớn thế này và diễn về cái người thần tượng mà gần 20 năm trời. Wow. Cái cảm giác nó ăn vào máu của mình. Và mình cảm thấy mình được thể hiện điều đó. Mình không biết kết quả như thế nào, nhưng mà rất là hạnh phúc ạ. Dạ, dạ. Trước khi lắng nghe ý kiến của ban giám khảo, cho em khai thác nhẹ anh này một cái. Tại em nghe đâu là anh này dưới quê, ảnh mê anh Phúc tới mức độ mà ảnh vào thành phố Hồ Chí Minh lúc đó chưa có gì hết, rồi sau đó đi tìm được nhà của anh Phúc luôn. Cho tôi hỏi là cuối cùng tìm được không? Rồi cái câu chuyện, cái kỷ niệm đó ra làm sao? Wow. Lúc ở quê, khi em học hết lớp 12, bắt đầu em chuẩn bị thi đại học, thì gia đình định hướng là cho em ở ngoài Hà Nội. Nhưng mà cái đam mê của em quá, em trốn gia đình, em thi vào một trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà do là cái hoàn cảnh cho nên mình không đủ điều kiện để mình học. Và cái tâm niệm của em thực chất là vô đây để gặp anh Phúc, để được gặp thần tượng của mình. Sau khi em học lên đại học thì năm nhất, năm 2009, hôm đó là vào tháng 8, em nhớ trong người chỉ có mười mấy ngàn thôi. Em đi xe buýt 24 về Bến Thành, bắt xe 34 về bên quận 7. Thì sau đó em đi khắp các tuyến đường và em tới đường số 7 bên quận 7. Em nhớ là công ty Anh Phúc làm việc ở đó, nhưng mà khi tới hôm đó là chủ nhật và công ty đã đóng cửa không hoạt động nữa. Thì lúc đó hụt hẫng lắm, em mới điện cho một người và người đó, cái số điện thoại đó là chính là của anh Trịnh Thăng Bình. Anh nói là anh rất là tiếc vì hiện tại bây giờ Anh Phúc không hoạt động nữa, cho nên là không có gặp được. Lúc đó em nhớ anh Bình chính là trợ lý sáng tác nhạc cho anh Phúc. Dạ, em nhớ là như vậy. Rồi tóm gọn lại là có gặp được anh Phúc không? Không gặp được anh Phúc. Dạ. À, cảm ơn câu chuyện rất dài của anh. Rất là rốt cuộc không gặp được anh Phúc ạ. Vâng. Trời ơi, thương vậy. Rất thương. Dạ. Vẫn không gặp được Phúc tới bây giờ luôn tới hả? Bây giờ có gặp được anh Phúc chưa? Chưa gặp. Vẫn chưa. Ông ráng vô chung kết đi, tôi mời Ương Bằng Phúc hát chung với ông. Hợp lý luôn, hết chưa? Hợp lý, hợp lý. Không biết là cái câu nói này có phải là lời khen dành cho tiết mục vừa rồi hay không ạ? Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Không biết là các vị giám khảo sao chứ nói thật là rất là chân thành là tôi không thích những thí sinh như anh. Sao vậy anh? Anh hát giống quá rồi tôi biết comment cái gì bây giờ. Trời ơi, vỗ tay lớn hơn được không?
nó giống từng cái cử chỉ, cái hành động, cái hơi thở. Nói chung là anh mê cái điều anh làm còn hơn gì nữa. Tôi nói thật, một trong những cái điều mà khiến tôi rất là yêu thích các thí sinh của ca sĩ thần tượng đó là khi các bạn làm á, tôi nói thiệt á, người ta đi thi mà mấy chương trình về ca nhạc đó là người ta chỉ yêu nhạc thôi. Còn tôi nói mấy người này là giống như kiểu là thôi muốn cho ăn cơm cũng được, hát thôi được rồi, kiểu vậy. Yêu một cái gì mà nó say mê, mà thấy cái cách hát mà mình thương người ta luôn ấy. Trời ơi, nói chung tôi cũng không biết là trong thời gian qua anh sinh sống, anh ở đâu mà mùa 4 anh mới chịu xuất đầu lộ diện. Mấy ngày trước thì em biết sau, có nghĩa là khi mà chương trình hoạt động rồi thì em mới biết ạ. Nhưng ngày hôm nay được đứng ở đây đó là cái điều tuyệt vời với em. Mình vẫn còn chưa hết cơ hội. Tôi cho anh một lời khuyên nhé. Tự tin hơn, nắm chắc nhịp hơn, giữ yên như vậy và anh sẽ vào chung kết. Cảm ơn anh. Yeah. Cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn anh Thành. Hồi nãy em thấy là anh cũng đứng lên gõ nhịp rất nhiều để hỗ trợ tinh thần cho thí sinh đầu tiên của đêm thi tối ngày hôm nay luôn. Anh sẽ là một đối thủ mà những thí sinh khác phải dè dặt đấy. Cảm ơn anh Thành. Và tiếp theo chúng ta mời giám khảo Hoàng Nhật Nam đi ạ. Đối với Nhật Quân trong lần trở lại này, anh đã dự đoán không hề sai. Sân khấu chỉ có một mình em mà thôi. Và em đã gọi là chiếm trọn không gian này bằng cái năng lực của mình, cái sự đam mê với thần tượng để mà có thể thể hiện hóa thân rất là tròn đầy luôn. Và dưới này thì không phải là chỉ thưởng thức không mà mọi người cười với nhau. Lần đầu tiên, ưu phúc xin gửi tới quý vị đã có một chủ tướng ở Mê Lê cho nông nhiệt và chất trọng nhất ạ. Yeah, come on! Để mà có thể gọi là hòa theo những cái động tác của em diễn tả rất là đáng yêu và rất là chân thành. Thì anh cũng có cơ hội làm việc cũng như là gặp gỡ với những người con Thanh Hóa và đặc biệt là những người đẹp như là Á hậu Hoàng Thùy hay là gần đây là Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà. Thiệt sự là những người Thanh Hóa thì luôn luôn rất là nồng nàn, nồng nhiệt và đúng là thông qua cái câu chuyện của em kể là dù trong túi mình không có đủ tiền nhưng mà mình vẫn bắt xe buýt để mà đến để tìm gặp thần tượng của mình. Không có một cái lịch hẹn trước hay là một cái lời hứa hẹn nào gọi là cái sự gặp gỡ trong vô vọng á, nhưng mà em vẫn đi tìm, thì anh nghĩ rằng là cái điều đó chứng minh cốt cách của con người Thanh Hóa ở trong em rất là mạnh mẽ. Và anh nghĩ là em hãy giữ cái tinh thần đó để mình sẽ tiến sâu hơn trong cuộc thi. Dĩ nhiên là giám khảo Trấn Thành đang cho em một cái niềm tin là sẽ vào chung kết, nhưng mà biết đâu trên đường đi nó sẽ có những cái phút giây lơi lỏng. Đừng bao giờ cho mình một cái cảm giác an toàn cả, thì em hãy cẩn thận với điều này nha. Xin được cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Còn chị Minh Tuyết thì sao, một tuần trôi qua thì chị thấy Ưu Hoàng Phúc tuần này có tiến bộ nhiều hay không ạ? Sau khi mà chị nghe em kể câu chuyện của em á, chị không biết Phúc là như thế nào, nhưng với chị là một người ca sĩ, khi mà mình nghe một người khán giả vì mình mà thần tượng mình tới mức như vậy, chị biết em rất là thần tượng là bởi vì sao? Em nói một cái giọng khác hoàn toàn với cái giọng hát, có nghĩa là em phải đam mê cái người đó khủng khiếp lắm kìa. Và sau khi em kể câu chuyện như vậy thì nếu chị mà là Phúc, chị sẽ đến gặp em ở trong cái show như thế này. Là bởi vì khi mình được một người thần tượng mình đến mức như vậy mà mình không đáp lại cho cái người thần tượng mình một cái ôm hoặc là một cái gì đó để cho cái người mà thần tượng mình người ta cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện và bản thân mình cũng cảm thấy hạnh phúc, thì chị nghĩ là Phúc sẽ làm điều đó nếu như Phúc có cơ hội và xem được cái clip ngày hôm nay của em. Chị hy vọng điều đó. Và ngoài cái đó ra thì ngày hôm nay đúng là Thành nói là em là một trong những ứng cử khá đắt đỏ trong cái show này. Chị không khen tiếp nữa, chị nhắn nhủ cho em thêm một chút xíu nữa. Khi mình vào vòng trong, chị hay để ý ngoại hình, và Phúc cũng là một trong những nam ca sĩ đẹp trai, điển trai, thì mình đã bắt chước được giọng hát nè, mình có được cái phong cách, và bây giờ mình nên bắt chước thêm cái ngoại hình. Thì ví dụ mình hơi hẹm chiều cao ha, thì mình lựa những bộ đồ nhìn nó cao chút. Có gì không được thì mượn thêm giày của anh Thành. Mượn thêm giày của anh Thành. Hợp lý, vâng ạ. Giày của tôi làm sao bằng giày Minh Xù được. Làm sao bằng cà kheo của chị Tuyết được. Không. Vậy là con gái nó khác. Con gái nó khác. Em hiểu không? Ngay đoạn này thì là biên tập sẽ dựng và tua lại những mùa năm trước với những cái đôi giày rất là trứ danh của anh Trấn Thành. Đó. Cái giày này mình mua về có gì mình mặc ngoài mang cao đó mấy chị. Lúc xây nhà giọng nền được. Đó, đúng rồi. Đi cẩn thận anh Thành ơi. Từ tốn thôi. Cái gì vậy Thành?
Ưng Hoàng Phúc sẽ không mang những đôi giày đó. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến nhận xét của ban giám khảo. Rất là nhiều lời có cánh dành cho bạn đó. Và Minh Dù hy vọng rằng là bạn cũng sẽ phát triển nhiều hơn nhé. Ngày hôm nay, chúc mừng Nhật Quân. Quý vị thân mến, đó chính là phần hóa thân thành nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc của Nhật Quân. Và tiếp nối chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại sân khấu thông qua phần trình diễn của Phương Nga, hóa thân thành Lưu Bích Hữu. Xin mời. Bao ngày qua dù tình yêu đã xa, đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa. Bao ngày qua từng lời anh nói yêu vẫn còn đây, thật lòng không thể. Để ngày hôm nay nỗi nhớ như dòng trong tim. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng. Rồi ngày tình xa đi thật xa, rồi ngày con tim ta nhận ra, nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì dòng trong tim một ngày anh sẽ lại đến và em sẽ không đây lần nữa. Mặc anh vì không biết yêu anh quá dài Phương Nga. Xin được cảm ơn hai bạn hỗ trợ đánh guitar rất là dễ thương ngày hôm nay. Và bật mí với ban giám khảo là cái bộ đồ này, cái concept này của hai cô gái là giống như MV gốc Dầm Trong Tim luôn. Dạ, mời cái màn hình để cho ban giám khảo thấy rõ hơn được không ạ?
Đó, cũng có hai cô gái đánh guitar. Và đặc biệt là cái bộ trang phục này cũng rất là giống Lưu Bích Hữu. Bây giờ không biết cảm xúc của chị Tuyết như thế nào ạ với tiết mục này ạ? Chị Tuyết vẫn đang dò bài. Vẫn đang dò, để coi giống bao nhiêu phần trăm. Giống bao nhiêu phần trăm. Anh Thành trước đi, trong quá trình mà bạn hát trên đây thì em thấy là anh quay qua chị Tuyết và hát theo cái câu hát ở trong đó. Thành rất là thích giọng hát của Bích Hữu. Cái bài này tôi cũng là để trong phone, tôi bây giờ còn bài này trong phone anh mà. Rất bài này là bài nổi tiếng của Bích Hữu. Nổi tiếng của Bích Hữu. Bích Hữu lắm chị ơi. Có hai bài là bài này với cái bài mà Nước Mắt Hóa Đá. Tôi mê hai bài đó. Nói thiệt nha, Phương Nga hát cái bài này thành công thôi là tôi đã thấy Phương Nga giỏi rồi. Cái bài này nó ác quá. Cái nốt nó treo liên tục. Nhớ đó khi đời ta. Đó. Xem có thể nói, dùng không thể quên. Thế ta ta ta. Nhưng mà đoạn đầu thì vô cùng trầm. Cái quãng nó dài. Ngày qua thì nó lầm loạn chứ. Ngày qua. Bài này cái quãng rất rộng. Bạn hát ngày hôm nay hơi rung, bị quên cái đoạn cuối. Nhưng nói thiệt, hát được như vậy là giỏi lắm rồi đó, nói thiệt á. Cái thứ hai, bạn này á, trời phú cho bạn, khi mà bạn lên giọng cao á, cái chất kim của bạn giống Hữu, nhưng uổng cái là cái xuống cái quãng trung cái là của bạn, không có cái gì của Lương Bích Hữu hết. Bạn phải biết diễn hơn chút xíu nó mới ra Hữu. Phát cho bạn bộ đồ rồi cho bạn hai cây đờn, hai cô bạn cũng chỉ đi ra đi vô nhẹ nhàng, trong khi Hữu của tôi là khi tình yêu đến em không nhận ra, em không nhận ra, em không nhận ra. Vì dằm trong tim, nỗi nhớ như dằm trong tim. Chắc là dằm hai cái luôn rồi. Ừ, nó dằm, nó dằm vậy đó. Dằm quá. Vô. Bà Hữu ngày xưa bà điệu lắm. Không, đúng rồi đó. Em thấy là bạn còn rung quá cho nên bị mất đi cái điều của Hữu. Lương Bích Hữu hát, diễn là phải nhõng nhẽo. Bạn không để ý những cái điều đó. Bạn hiền quá. Cho nên á, nó không có hóa thân. Chỉ là vô tình cái giọng hát bạn giống giống thì bạn làm vậy thôi. Mà Thành khen, khen là về cái khả năng bạn hát rất là tốt. Nhưng mà nếu mà nói về hóa thân Lưu Bích Hữu thì bạn phải trau dồi và nghiên cứu nhiều hơn nữa. Và bản thân bạn á phải tự tin hơn nữa thì mới được. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Anh Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Xin mời anh. Anh thì thấy Phương Nga đã chiến thắng bản thân mình so với cái vòng trước. Anh thấy em tự tin hơn và có cái bản lĩnh sân khấu nhiều hơn. Em thường ngày với những cái công việc thường nhật nó không phải là gắn liền với chiếc mic. Mà hôm nay em lên biểu diễn và anh thấy là anh tin em là một ca sĩ. Thật sự là vậy. Và đặc biệt là trong bài này có một cái sự cố nhỏ nhỏ đó, nhưng mà cái bản lĩnh của em á là kịp thời bắt ngay vào để mình vẫn đi đến bến đến bờ. Chờ một ngày anh sẽ lại đến và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh quá dài không. Vì dằm trong tim em cứ thế nhói đau khi đợi chờ. Chứ nếu mà không có bản lĩnh thì thật sự là lúc đó em sẽ rất là bối rối. Không biết là mình sẽ nên tiếp hay là bỏ băng luôn một đoạn rất dài. Nhưng mà sau đó là em kịp thời để em nhảy vào. Phải là rất là thông minh và lanh thì mình mới có thể xử lý được vậy. Anh thấy rằng là Lương Bích Hữu cũng là một cô ca sĩ ở thời điểm bấy giờ. Riêng về ngoại hình của cổ thì không phải là một cô gái thực sự là đẹp, một vẻ đẹp mà choáng ngợp. Nhưng mà với một đôi mắt, một mí và cái vóc dáng rất là nhỏ nhắn, xinh xắn. Gọi là một cái dấu ấn cá nhân rất là lớn. Cái thời đó là Hữu là làm nhiều người chết là chết xuống lắm á. Trong đó có Thành không? Có luôn. Bữa nay tôi thú thiệt nha, hồi xưa là tôi có mê Lương Bích Hữu luôn đó. Wow. Định cua rồi đó. Định cua rồi đó. Định cua rồi đó. Ê, cua cũng biết bay nha cưng. Mà chưa có dịp thôi. Tại chị diễn không gặp nhiều nên không cua được. Chị mới học bài xong, chị thấy cái bài Dằm Trong Tim này là tuy rằng cái cá tính của Hữu không phải là kiểu ngầu, nhưng mà trong cái bài hát này thì Hữu diễn có cái cá tính hơi cứng một chút, khác cái giọng nhỏ nhẹ dễ thương, nhưng mà cái phong cách nó hơi có một chút xíu cá tính bụi bụi trong cái bài này. Thì chị chỉ nhận xét trong cái bài này mà thôi. Nhưng mà Hữu hát á rất là gọn chữ, nhã chữ, rất là nhẹ nhàng. Đó. Nói chứ cũng khó lắm, tôi biết sao. Tại vì Hữu là nữ kim mà quảng trên, mà bạn này thì nữ trung thôi. Nói thì cái hát được cái tông hồi nãy là giỏi lắm rồi đó. Có chất giọng nhưng mà dường như bạn chưa nghiên cứu kỹ lắm về Lương Bích Hữu. Bởi vì bài này là hoàn toàn là bạn không có giống Lương Bích Hữu. Trước giờ em có Dằm Trong Tim bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa. Chưa yêu luôn à? Minh Xù thì có Dằm Ly Bơ. Vâng à.
Hy vọng rằng ngày hôm nay cũng sẽ là một cơ hội trải nghiệm của bạn ha. Với sân khấu này, bạn hóa thân như vậy cũng rất là tuyệt vời rồi. Và cũng đã gặp được giám khảo Trấn Thành rồi. Một điều khá là may mắn cho bạn. Nếu như có cơ hội bước vào vòng trong, hy vọng rằng bạn sẽ tổng kết lại những cái ý kiến này để phát triển mình hơn. Em sẽ cố gắng. Dạ, một tràng hỗ tay cho Phương Nga. Xin cảm ơn ạ. Quý vị thân mến, tiếp theo xin mời tất cả quý vị trở về miền ký ức của mình với một trong những ca khúc rất thành danh của ca sĩ Quang Vinh, Miền Cát Trắng. Và ngay bây giờ trên sân khấu sẽ là sự xuất hiện phần biến hóa của Quốc Anh. Xin mời! Một mình anh lang thang trên phố, nhớ mùa mưa qua. Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ, những chiều mưa buồn. Anh nhớ em mùa thu đầy nắng, anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng anh. Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu, tháng ngày bên nhau. Từng nụ hôn ta trao khi đó, biết giờ nơi nào. Thôi nhé em tình trôi vào dĩ vãng, anh vẫn đi về nơi miền Cát Trắng mình ngã. Đừng vội xa em ơi, khi tình yêu luôn còn. Một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời. Và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chia xa mãi mãi. Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn. Giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền. Hãy xóa hết từng bàn chân em qua. Đừng có nỗi tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang miền Cát Trắng mình ngờ. Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu, tháng ngày bên nhau. Từng nụ hôn ta trao khi đó, biết giờ nơi nào. Thôi nhé em tình trôi vào dĩ vãng, anh vẫn đi về nơi miền Cát Trắng mình ngã. Đừng vội xa tình yêu luôn còn. Một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời. Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa. Và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chia xa mãi mãi. Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn. Giọt tình rơi bên hiên ôm lấy tim ưu phiền. Hãy xóa hết từng bàn chân em qua. Đừng có nuối tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang miền Cát Trắng mình anh. Đừng vội xa em ơi, khi tình yêu luôn còn. Một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời. Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa. Và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chỉ xa mãi mãi.
tình yêu không còn, giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền. Hãy xóa hết từng bàn chân em qua, đừng có nỗi tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang miền cát trắng, mình anh lang thang miền cát trắng, mình anh. Và đó chính là Quốc Anh. Nhớ là hồi xưa là karaoke là coi như là em luôn luôn chọn bài nào để em hát. Và ký ức tuổi thơ len lén trốn học hè rồi đi hát karaoke ùa về với Minh Sù lắm. Thế không biết là ngày hôm nay khi mà Quốc Anh hát xong bài này thì có phải là miền ký ức của chính bạn hay không? Dạ thực sự thì khi mà em muốn hát bên ca bài này là em đã xem bài này là rất nhiều. Và em xem từng cái cử chỉ của anh Vinh như thế nào, rồi cả cái cách nhuộm tóc như thế nào. Em còn xin bạn makeup, anh bạn ơi cho mình xin một cái miếng vàng vàng giống như hồi đó. Anh Vinh đã là một cái tuổi thơ rất là lớn đối với Quốc Anh. Là khi những cái năm thấy đi học cấp 1, cấp 2 là Quốc Anh đã rất là hâm mộ anh Vinh rồi. Cho nên là không thể nào mà Quốc Anh quên được. Đó là một cái tấm gương lớn để Quốc Anh theo cho tới giờ. Cảm ơn Quốc Anh rất là nhiều. Chị Minh Tuyết sao ạ? Cảm xúc của chị như thế nào với phần trình bày hóa thân của Quốc Anh ạ? Với chị thì trong bài hát này thì nếu nói là em hát giống Vinh 100% thì chưa tới. Cái âm sắc của Vinh á, nghe nó hơi kim nhưng mà nó lại có cái khàn ở trong đó. Nhất là ở những cái nốt cao. Nhưng mà Vinh hát nghe vẫn rất là sáng. Còn em Tuyết, hát nó vẫn cứ bị tù ở bên trong. Hình như là giống như hơi cảm cảm đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À. Cho nên nghe cái giọng của em nó hơi bị lẫn dưới tiếng nhạc. Chị hy vọng khi em hát ráng thoát cái làn hơi của mình ra ngoài một chút xíu, bật cái âm sắc nó sáng ra một chút xíu. Những cái ngân đuôi rất là nhẹ của Vinh em cũng có nữa, nó có cái của Vinh nhưng nó đều bị mờ nhạt, nó không được tô đậm nét lên. Và chị hy vọng rằng là em cố gắng tô đậm nó lên một chút xíu thì nó mới đúng là Quang Vinh. Dạ xin được cảm ơn chị Tuyết. Giám khảo Hoa Nhật Nam mời anh tiếp lời ạ. Nói một chút về cái ca khúc này, là một cái ca khúc mà ban đầu là anh nhạc sĩ Lê Quang gọi là Donny đóng giày cho Quang Vinh vào năm 21 tuổi. Quang Vinh sau đó là có một cái lời từ chối rất là thẳng thừng rằng là chú ơi cái bài này nó không hợp với con. Và sau đó thì anh Lê Quang phải nhiều lần thuyết phục thì Quang Vinh mới thu cái ca khúc này. Và sau đó thì nó đạt được rất nhiều những cái giải thưởng và trở thành một ca khúc hit mà đi đâu người ta cũng nghe. Và karaoke nào cũng bật bài này để hát cả. Đó thì là một cái câu chuyện cũng khá là thú vị. Đúng là ca khúc trước với ca khúc này là hai màu sắc khác nhau. Em cũng đã gọi là nhập tâm vào hơn, đặt mình vào trong một cái khung cảnh hát trước biển, nắng gió và một cái bãi cát, bãi đá vậy và cũng thả hồn. Đó thì anh cũng cảm thấy là em có một cái gọi là cái sự nhẹ nhàng trong tâm hồn rồi trong cái giọng hát để mà có thể chuyển tải được cái bài hát này. Chất giọng thì giống rồi. Tuy nhiên là nghe thì nó cũng mang mát và nó hao hao. Nhưng mà để cho nó thực sự sắc nét hơn, để thực sự là thuyết phục là tin 100% Quang Vinh đang ở đó thì chưa đạt được điều đó. Tuy nhiên anh nghĩ là cái chất giọng của em có cũng là một cái điều quý khi mà đến với cái sân chơi này. Nếu như em được lọt vào vòng tiếp theo thì anh cũng sẽ muốn lắng nghe những bài hát tươi sáng của Quang Vinh. Cảm ơn giám khảo Hoài Nhật Nam. Dạ, và tiếp nối mời giám khảo Trấn Thành đi ạ. Như Tuyết nói rất đúng là cái voice của em mặc dù rất là giống Vinh nha, nhưng mà em hát không thoáng bằng Vinh, cho nên nó không có cái độ sáng. Vinh hát có cái độ vang nhiều hơn, nhưng cái đó không phải là lỗi của em. Có một cái điều mà anh Thành muốn khen ngợi em là em hát rất là tốt. Anh thấy anh rất tiếc ở cái trường hợp của em. Nửa bài đầu em hát không giống lắm. Từ lúc em bỏ cục đá, em ra em bắt ghẹ ngoài biển thì lúc đó anh thấy em giống Vinh nhiều hơn, lúc đó có cái trình diễn hơn, nhưng mà điều đó nó cũng không làm anh cảm thấy em giống Vinh 100%. Tóm lại Thành rút lại là mình có một cái lời khuyên gì cho bạn ấy? Ví dụ nếu bạn ấy vào vòng trong, em phải nên chọn cái thứ nhất là một bài nào của Vinh mà nó có kèm trình diễn. Cái thứ hai là phải lấy giọng Quang Vinh hát nhạc của người khác thì mới có cái chấm. Tôi cho bạn cái đề luôn. Cho đề luôn. Em gái mưa. Dạ. Yeah. Rồi cái bài đó dễ thuộc nhất trên đời đó. Dạ rồi. Bạn hát thử vào cái bài đó bằng giọng Quang Vinh coi.
thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim nôn ràng bởi ánh nhìn. Tình cảm dành mưa thấm lâu, anh nào ngờ. Cái chữ anh em luyến giống Vinh ấy. Đấy, cái kiểu nó là vậy, bạn hiểu không? Chứ bây giờ bạn mà hát mọi thứ nó y chang thì nó lại không có cái đất để mình thi đấu với họ. Họ là những chiến mã trong cuộc thi. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều với sự góp ý này dành cho bạn. Nhờ cái bài của bạn mà tôi suy nghĩ về bạn nhé. Dạ, một tràng pháo tay chúc mừng Quốc Anh. Quý vị thân mến, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ anh chàng hóa thân thành ca sĩ Khánh Phương qua ca khúc rất là tình cảm và gia diết của mình. Xin được chào đón sự quay trở lại sân khấu của Tuấn Anh, xin mời. Ngày tháng cứ thế vẫn trôi đi, người ra đi mang trái tim phương sầu. Còn nhớ những lúc vẫn kề bên nhau, vì sao anh không quên được em hỡi? Nhiều lúc cứ ngờ anh sẽ mãi quên em, trời khuya mang xa băng trong đêm dài. Giờ anh lê bước đứng dưới cơn mưa, mong sao sẽ quên đi được em. Và từ xa em hay biết rằng nơi này anh vẫn mỗi đêm ngắm một vì sao. Giọt lệ anh tuôn rơi vẫn không thể nào bên nhau sống đôi ta ngày xưa. Từ ngày qua anh mong sẽ quên được người, dẫu biết trái tim này chẳng thể quên. Và con tim anh hôm nay chắc không thể nào yêu ai để quên đi được em. Ngày tháng cứ thế vẫn mãi trôi đi, người ra đi để trái tim vương sầu. Còn nhớ những lúc ta gắn bó bên nhau, vì sao anh không quên được em hỡi? Nhiều lúc cứ ngờ ta sẽ mãi quên người, trời khuya mang xa băng trong tâm hồn. Giờ anh lê bước đứng dưới cơn mưa, mong sao sẽ quên đi được em. Về phương xa em ơi, biết chẳng nơi này anh vẫn mỗi đêm ngắm một vì sao. Giọt lệ anh tuôn rơi vẫn không thể nào bên nhau sống đôi ta ngày xưa. Từ ngày qua anh mong sẽ quên được người, dẫu biết trái tim này chẳng thể quên. Và con tim anh hôm nay chắc không thể nào yêu ai để quên đi được em. Do sương cuốn trôi đi kỷ niệm, giờ ta chia tay xóa đi tháng ngày, chuyện tình chỉ còn mang nắng cay. Và phương xa em ơi, biết chẳng nơi này anh vẫn đứng đây ngắm một vì sao. Rồi lại anh tuôn rơi vẫn không thể nào bên nhau sống đôi ta ngày xưa. Từ ngày qua anh mong sẽ quên được người, dẫu biết trái tim này chẳng thể quên. Và con tim anh hôm nay chắc không thể nào yêu ai để quên đi được em. Yêu ai để quên đi được em. Yêu ai để quên đi được em.
được em. Quá da diết đúng không ạ? Đó chính là Tuấn Anh. Cảm ơn bạn. Sao lựa cái bài buồn thê thảm dữ vậy? Mới chia tay người yêu cũ. Mới chia tay người yêu cũ nha. Ghê, mới đi diễn hề chứ chứ đâu có ca. Mới qua có giận lựa dữ vậy. Nhưng mà em thấy cũng có cái nhấn nhấn gót dài của anh Thành. Bắt đầu biết đá trống rồi. Đó. Tôi không hiểu một câu chuyện bà người yêu chạy ra vui ôm mừng cái bà một bà ngồi đây rồi cái ông này giận hát kệ bà người yêu xong cái tự nhiên bà người yêu biết làm gì hột không hiểu tâm lý gì cầm tờ giấy ra không biết cái đơn ly dị hay là cái bức thư tình cũng chẳng biết là cái gì đưa tờ giấy kêu bà cái bà chạy bà bỏ luôn cái vỏ bà ngay đây Thành. Ủa câu chuyện này là nội dung vậy do cái đoạn đầu intro á là Thành không để ý là anh chàng này ngồi ở trên cái bàn đó và viết nhật ký hay là xem cái gì đó trên cái cuốn đó. Dạ. Thì sau đó thì cái cô này thấy những cái lời tâm tư gì đó có thể là viết cho một người khác. Thì cái này á là lấy từ cái tứ của trong cái MV á. Em confirm lại với ban giám khảo đi cái nội dung phải vậy không? Dạ cái nội dung đó là em viết nhật ký và có cái tấm hình người yêu cũ ở trong. Dạ viết nhật ký có hình người yêu cũ, sau đó người yêu mới tới, xong rồi vô tình là chưa có cất đi, mê hát quá tràn ra hát. Xong cái để quên cuốn nhật ký đó rồi cô người yêu mới thấy xong ra cãi nhau, bỏ cái túi đi luôn chia tay. À, bây giờ thế này, em hát thử một câu nào đó bất kỳ bằng cái giọng thiệt của em thử coi. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều. Ok, có nghĩa là giọng em là cái giọng cũng có đồ trong. Mà em hát nguyên một cái bài bằng giọng khàn như vậy, tôi nói thiệt là tôi nể em ghê. Khó lắm á, bây giờ mà có những nốt cao nữa, mà cứ phải tì cái giọng mình cho nó rè. Khó lắm chứ mà không nào. Này chắc mê Đàm Vĩnh Hưng phải không? Cười liền. Thật hát ra, một câu là tôi biết liền. Hát cái kiểu anh Đàm á dễ hơn cái kiểu Khánh Phương. Anh Đàm á anh hát á là anh còn lấy cái hơi bụng ở dưới. Hay là son sợ cho tôi. Là nó còn một cái khúc hơi bụng ở dưới. Còn Phương hát á là cái độ tì vô cần cổ á nhiều hơn rất là nhiều. Cho nên nó hả là khó lắm á. Thật sự đã nói nếu ai mà cổ họng không tốt là dễ xước, dễ rách lắm. Hát xong có đau họng không? Dạ cũng bình thường. Bình thường. Bạn không. Còn có khả năng nhái nhiều giọng lắm anh. Còn trẻ nó vậy đó, nói nhiều như tôi đi biết liền. Bạn giám khảo muốn nghe thêm một cái giọng mà bạn ấy hóa thân khác không à? Đâu thử đi. Thử đi. Hồng trần trên đôi cánh tay, hoa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thơ. Có vẻ như là giọng của Jack nghe dễ chịu hơn đúng không anh? Nếu mà nói về Phương á, bạn không có cái thần thái của Phương khi biểu diễn gì cả. Tôi đã nói rồi, Phương diễn là bé Phương đi qua đi lại em ơi, biết ra đường anh vẫn mỗi đêm nhắm là đi qua đi lại sao là tôi sai vẫn không là nó luôn có những cái mà chưa thể gọi là giống nhiều được, chỉ là hao hao thôi. Cái chất giọng bạn á thì bạn giả có chứ, chất giống phải có chứ, nhưng mà vì bạn cố gắng quá nó đâm ra thành nó hơi bị nhựa, nó không có gọn ấy. Phương hát ngắt chữ khủng khiếp, ngắt và nảy để Phương hát ở bên kia bầu trời vậy là bật cái chữ đó ra chứ không thể là ở bên kia bầu đúng trời. Đúng rồi, đây là tùy giọng nó khác nha. Còn Phương là ở bên kia bầu trời đó, gọn nó khác chữ hơn ấy. Yeah. Chỉ có khen là lần này vừa bên ngoài được hơn, tự tin hơn, tự tin hơn rồi đó. Viết nhật ký đâu, viết nhật ký này nọ, quăng này nọ thì có sự tiến bộ, có khen cái đó chứ không phải là không. Với lại nghe đồn hình như có xem bức hình gì đó đó, dù hình người yêu cũ đó, bức hình người yêu cũ đúng không anh? Đó nói thì khoe với mọi người luôn đi em, tại vì hồi nãy cũng phải giải thích cho mọi người là người yêu cũ của Khánh Phương ở trong đây là ai. Thôi mình bắn lên màn hình đi em ơi. Dạ vâng, xin mời phòng máy bắn lên giùm em cái ạ. Trời. Bà Tuyết đoạn này bà bị bệnh hay gì mà sao bà ốm vậy? Trời ơi, người yêu cũ đây đó hả? Trời ơi, cái tấm hình này chắc mười mấy hai chục năm rồi đó. Cái đoạn này là cái đoạn Minh Tuyết nè. Vì em với mai là người đến sau. Cái đoạn đó đó
đúng không? Này là cái đoạn đó đó. Đúng rồi. Cho nên con bé lúc nãy là người yêu mới, nó thấy xem bức hình người yêu cũ này cho nên bỏ đi là vậy đó Thành. Hèn gì đưa ra cỡ này nhỏ không bỏ đi sao được. Trời ơi đâu vậy nha. Mà ghế cũ dày mà bỏ được con người ghế yêu cũ. Ghế cũ dày mà bỏ. Không đi Mỹ. Hèn gì. Riêng anh Hoàng Nhật Nam thì sao với tiết mục này của Khánh Vương nè? Anh nhận thấy Tuấn Anh trong cái tiết mục này em dàn dĩ hơn. Thấy em nhập hồn vào trong cái bài hát. Tuy nhiên là anh có một cái chi tiết này lưu ý em. Do là tiết mục này nếu như không có dàn dựng gì thì nó sẽ hơi đơn điệu. Cho nên là biên đạo cũng như là các bạn dàn dựng mới tạo cho em thêm một cái tứ để mà mình làm cho nó giống, gọi là lấy cảm hứng từ MV của ca sĩ Khánh Phương. Tuy nhiên là có một cái chi tiết lúc nãy là cái cô người yêu ra và đưa, thì hai người, anh chàng này vẫn đang hát và hai người vẫn đang trong một cái tâm thế là đang đối diện với nhau trong cái tình huống đó. Thì có một cái điều đó là em vẫn tiếp tục, em dậm chân, vẫn nhún theo điệu nhạc. Đó thì không nên như vậy. Có nghĩa là bình thường mình đang một mình á, thì mình sẽ phiêu theo điệu nhạc. Ý của Nam nói ấy, là khi mà em biểu diễn đó, không ở trên sân khấu với băng nhạc, với dàn nhạc, thì em biểu diễn với khán giả thôi. Còn khi em đã nhập tâm vào một câu chuyện nào đó và có một nhân vật khác, phải có một nhân vật khác, thì em phải đi theo cái nhân vật mà em đang diễn và đi theo cái câu chuyện đó, chứ không là người ta sẽ không hiểu đó, em đang diễn cái gì và đang hát và đang nói về cái gì. Với lại lúc mà mình giao lưu với một cái nhân vật khác thì mình phải là một cái người tình của cổ, chứ không phải là mình là một ca sĩ đang đứng hát và đang nhịp rất là đúng nhịp mà cứ bước qua bước lại trong khi vẫn tâm thế là giằng co nhau một cái bức thư đó. Thì cái điều này anh muốn nhắc em để lưu ý hơn, mong là em sẽ cố gắng hơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và nhận xét cho tiết mục của Khánh Phương này. Xin được cảm ơn, chúc mừng bạn, chờ kết quả nhé. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã trải qua 3 vòng thi đấu của 4 thí sinh tuần này. Và giây phút quan trọng đã đến, kết quả được công bố từ ban giám khảo. Sau khi chúng ta chào đón sự quay trở lại của 4 thí sinh, xin mời các bạn Quốc Anh, Tuấn Anh, Nhật Quân và Phương Nga. Giờ đây thì tất cả các bạn cũng đã trình diễn xong cũng như là giới thiệu xong cái cá tính của mình và nghệ sĩ thần tượng của mình là ai đến với ban giám khảo rồi. Và ban giám khảo của chúng tôi ngày hôm nay cũng rất là đau đầu để quyết định ai sẽ là người đi tiếp và ai là người phải dừng lại cuộc chơi. Xin mời đại diện từ ban giám khảo, xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Thành sẽ đại diện cho anh Nam và cả Minh Tuyết để nói lên cái quyết định của ban giám khảo dành cho phần thi của các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với ca sĩ thần tượng bằng hình tượng của những ca sĩ mà rất là mới. Dĩ nhiên là dòng đầu, chúng tôi cũng không khắt khe lắm với các bạn làm gì. Tại vì chúng ta còn thời gian để có thể phát triển bản thân. Vì vậy cho nên chúng tôi sẽ dành cho các bạn thời gian cũng như là cơ hội để có thể thay đổi bản thân mình nhiều hơn. Chúng tôi sẽ lựa chọn thay vì là 2 thì là đến 3 người vào vòng trong để cho các bạn có nhiều cơ hội hơn. Dĩ nhiên không loại thì nó không hợp lý. Cho nên ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ loại một thí sinh mà theo cả 3 người là cái phần trình diễn không có chỉnh chu nhất trong số 4 người thôi. Chứ thực ra bạn nào cũng có cái yếu tố để phát triển giống như nhau cả. Chỉ có nổi trội hơn hết là anh Nhật Quân khi hát giọng của Ương Hoàng Phúc thôi. Còn 3 người còn lại đều có những cái bước phát triển và những cái bước mà mình có thể khai phá cái phần trình diễn mình tốt hơn như nhau. Nhưng cho phép thành loại một người mà phần trình diễn có nhiều lỗi nhiều nhất. So với cả 3 thì chắc là phải chia buồn với Phương Nga. Cảm ơn Nga đã đến với cuộc thi và thi mà thì mình phải trọn vẹn một chút. Cho nên Nga có cả một đoạn bị quên lời thì cái phần trình diễn nó có nhiều lỗ hổng quá. Cho nên xin phép là Nga sẽ dừng cuộc chơi ở đây. Cảm ơn và chúc mừng cho 3 chàng trai còn lại. Các bạn có cơ hội bước vào vòng tiếp theo để chinh phục quán quân của ca sĩ thần tượng mùa thứ 4 năm nay. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều về quyết định của mình. Quý vị thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã tìm ra được 3 tấm vé thông hành bước vào vòng tiếp theo của ca sĩ thần tượng.
Và hy vọng rằng tất cả quý vị cũng đừng quên theo dõi tất cả những bạn thí sinh khác ở khung giờ quen thuộc 21 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và chúng tôi sẽ phát lại vào lúc 13 giờ trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình Ca sĩ thần tượng do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Xin được mời ban giám khảo chúng ta sẽ lên sân khấu để chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Thank you.